Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin thành kính đảnh lễ Hòa thượng, con xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính thưa quý Phật tử thân mến, hôm nay là khóa tu một ngày an lạc tại chùa An Lạc sáng hôm nay. Thì tháng trước thì thầy giảng cái bài là ứng dụng luật bù trừ, thì tháng này thầy sẽ giảng là ứng dụng luật hấp dẫn. Tháng trước là luật bù trừ, còn tháng này là luật hấp dẫn. Quý vị nào mà tháng trước không có đi, không có nghe bài luật bù trừ thì chúng ta về chúng ta nghe. Còn tháng này thì chúng ta nghe luật hấp dẫn. Luật bù trừ á, là một khía cạnh của luật nhân quả, và luật hấp dẫn cũng là một khía cạnh của luật nhân quả thôi. Ví dụ như là các bạn mà có phước á, thì các bạn mới hấp dẫn được tiền. Đó, tiền đến với mình đâu tự nhiên nó đến, không? Mình muốn hấp dẫn á, tức là nói một cái khía cạnh của từ hấp dẫn là chiêu cảm tới. Ví dụ mình chiêu cảm được tiền, dĩ nhiên là không có bao giờ tự nhiên mà mình có tiền được đâu, mà mình phải có cái gì đó tiền nó mới đến, thấy không? Nhà nó mới đến, thấy không? Lương nó mới đến. Thấy mấy bạn có mấy bài hát rất là tội, lương đi xa quá, lương đi xa quá, chắc lương tháng sẽ sắp quay về thôi. Sắp hết tháng rồi mà tiền thì cháy túi, mà lương thì hết rồi đó. Thấy hát mấy cái bài rất là tội nghiệp đó. Thì thật ra cái từ hấp dẫn này là một hình thức là chiêu cảm. Mình lát nữa thầy sẽ nói từ khoa học đến cái từ chuyên môn trong nhà Phật của mình. Thì hấp dẫn ở đây á, là cái gì các bạn? Cũng giống như là các bạn có hình dung mình là một thỏi nam châm. Mình sẽ hấp dẫn, mình sẽ thu hút những cái nguồn năng lượng á, nó cùng tần số dao động với mình, nó thu hút về mình. Đó, từ có nghĩa là mình là cái gì thì mình sẽ thu hút những cái từ trường, những cái nguồn năng lượng đó. Và nói dễ hiểu nữa là mình mà tội nhiều á, thì mình thu hút cái tội về, thu hút cái ác nghiệp về, thu hút cái quả báo xấu về. Còn mình mà có phước nhiều thì mình thu hút cái điều tốt về. Đó, rộng ra cái là cái từ thu hút, cái từ hấp dẫn, cái từ chiêu cảm nó như ý như nhau vậy đó. Ở đây các bạn nào đã nghe về cái hiệu ứng cánh bướm chưa? Hiệu ứng cánh bướm, đó là mấy nhà khoa học người ta nói như thế này nè. Một con bướm đập cánh ở bên Brazil có thể tạo nên một cơn bão ở New York. Nghe sao kinh khủng vậy, đúng không? Còn con bướm đập cánh thôi mà bên Brazil, mà từ trong Mỹ mà từ bên Brazil mà nó qua tới Mỹ. Cái này giải thích như thế nào? Giải thích có nghĩa là như thế này thưa các bạn. Nghĩa là một cái cánh bướm của con bướm nó đập á, mình nhìn nó rất là bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà cái cánh đập của nó đó, cái dòng năng lượng đó, nó có thể hòa mình vào những nguồn năng lượng chung như vậy nữa, và có thể tạo nên một cơn bão. Có nghĩa là nó có thể là hòa đồng vào những cái nguồn năng lượng có sẵn á, để cùng tạo nên một cái cơn bão ở New York. Đó, nó kinh khủng vậy. Cho nên nó là mình đừng nghĩ là mình khởi lên một cái tư tưởng, không có gì, không có đâu. Các bạn mà khởi lên một cái nguồn tư tưởng á, nó giống như cái gì các bạn? Nó giống như các bạn ký tên vậy đó. Các bạn ký tên vô ngân hàng, các bạn gửi 1 tỷ trong ngân hàng, các bạn muốn lấy ra các bạn phải có cái tên, chữ ký các bạn, đúng không? Người ta không giả được chữ ký của các bạn được. Còn khi các bạn nghĩ một cái, nó cũng có chữ ký luôn. Mà cái chữ ký này á, mình không phải lấy tay mình ký, mà cái chữ ký này trong nhà Phật dùng cái từ là gì? Là gì mà không ai ăn cắp được của mình hết trơn á? Từ gì các bạn biết không? Là từ biệt nghiệp. Biệt là riêng biệt, là cái nghiệp riêng của mình. Nếu mà mình nghĩ một cái điều tốt là mình có cái phước tốt. Mình hành động một cái điều tốt là mình có một cái phước báo tốt. Mình nói một lời tốt là mình có cái phước báo tốt. Và cái đó là có biệt nghiệp của mình, không ai ăn cắp của mình hết. Và diễn rộng ra thì ông bà mình nói là phước ai người nấy hưởng. Đó, phước ai người nấy hưởng. Cho nên đó, các bạn mà có tiền có thể bị mất, phải không? Có tài sản có thể bị mất vào năm nhà. Thứ nhất là nước trôi, có thể bị lửa cháy, có thể bị con hư, có thể bị vua quan tịch thâu, và có thể bị ăn trộm. Đó, Phật gọi là cái tài sản là tài sản của năm nhà. Còn các bạn có một loại tài sản mà không ai ăn cắp được của các bạn hết. Đó là cái phước của mình đó. Nếu cần cái phước, nếu rộng ra là cái thiện nghiệp đó cũng đúng. Là cái phước của mình đó, là các bạn làm cái đó không ai ăn cắp được của mình hết. Và thầy xin nói lại nha, một tư tưởng của mình đã cho ra, một lời nói, một hành động của mình cho ra, nó không có mất đi đâu. Mà ở trong cái không gian này nó động thành cái gì? Nó động thành cái nguồn năng lượng. Động thành cái nguồn năng lượng. Và khi đủ duyên á, mình dùng trong nhà Phật là đủ duyên, thì nó sẽ cho lại chính mình. Nhớ vậy, cho nên nhớ lại coi đã chửi bao nhiêu người rồi. Nào sám hối đi, rồi không sớm thì muộn người ta cũng chửi lại mình thôi, đúng không? Mình đã nói xấu bao nhiêu người rồi, không sớm thì muộn người ta cũng nói xấu mình thôi. Tại vì cái nguồn của nó đã động ở không gian rồi, nó có chữ ký của mình rồi. Mẹ mình, cha mình, vợ chồng mình thương mình lắm, anh ơi,
má ơi con thương má lắm, má chuyển cho con mấy cái con chịu giùm cho. Không được, không có chịu được, con cũng không chịu được thay cho mẹ, vợ không chịu được thay cho chồng. Mà phước ai người nấy hưởng, tội ai người nấy chịu. Và trong cái vòng luân hồi sanh tử là như vậy, đường sanh tử hồn ai nấy giữ. À, bây giờ mẹ con, cha con, vợ chồng gặp nhau mấy mươi năm thôi, rồi mình đi tiếp với những cái biệt nghiệp riêng của mình. Vậy thì cái phước đó nó giống như là cái biệt nghiệp riêng của mình, là cái thiện nghiệp. Còn cái tội thì nó cũng thành cái biệt nghiệp riêng của mình luôn, mà không ai chịu giùm cho mình luôn. Đó, các bạn nhớ được điều này. Vậy thì khi mà mình khởi ra một cái nguồn tư tưởng nó còn động ở không gian này, mà nếu nó chưa quay lại với mình ở đời này thì nó quay ở đời sau. Nếu nó quay ở đời này thì mình gọi là hiện báo. Nó quay ở đời sau mình gọi là sanh báo. Nếu mà nhiều đời sau nó mới quay lại gọi là hậu báo. Đó, các bạn nhớ thì mới mình hiểu nhân quả như vậy. Mình nhìn một cách tổng quan như vậy mình rất là sợ. Mình đánh người ta mình thấy chưa có gì, nhưng mà bây giờ người ta không đánh mình, kiếp sau người ta đánh, mình thấy mình sợ đúng không? Mình nó thì thích mì ăn liền lắm, cái gì chế mì ăn liền nhanh. Đó, bây giờ con nó con bán nhà con bố thí cho thầy coi, thầy chấp. Con nói thầy, thầy chỉ cần cho con biết thời này gian này con giàu đi, con bán luôn nhà cho con bố thí cho thầy coi. Mà thầy đâu nói được, thầy thua. Tại vì mình không biết là nhân quả nó chỗ lúc nào. Tại vì nó chằng chịt nhiều kiếp lận. Có thể ông này ông bố thí cả đời ổng mà ổng không giàu được. Tại sao vậy? Tại vì kiếp trước là ông làm giám đốc, mà người ta đến ngày Tết á, là nhân viên về nghỉ ông bắt người ta làm. Cho nên trời, người ta khổ lắm, mấy ngày Tết khổ mà ông bắt có 1.000 người làm mà. Ông phải chịu 1.000 cái Tết. Cứ là ông bình thường thì làm sao, đến Tết là ông khổ à. Tết là ông đập gặp chuyện đủ thứ hết trơn á. Là tại vì ông làm cho 1.000 người không được ăn Tết an lành. Ông phải có thể phải trả lại 1.000 cái Tết. Bình thường thì làm sao mà cứ đến Tết là ông gặp chuyện. Ông có thể nó có cái nhân quả đó mình không thấy được. Đó, cho nên nó trong cuộc sống của mình. Vậy thì khi mà mình cho đi cái tư tưởng gì là nó còn đó, nó có chữ ký của mình. Và có một điều đặc biệt hơn là nó sẽ hấp dẫn, nó chiêu cảm, nó sẽ lôi cuốn những cái gì cùng tần số với nó. Nói theo khoa học là cùng tần số năng lượng dao động với nó. Nói theo nhà Phật đó là mình cùng chiêu cảm những người có gì, có cái phước giống mình, phải không? Chiêu cảm những người có cái tội giống mình luôn, cùng chiêu cảm, cùng hấp dẫn những cái người giống như mình để về với mình. Giống ở đây trên nhiều phương diện, trên tư tưởng, giống ở đây trên các cách hành xử, trên tính cách, rồi giống ở đây về môi trường luôn, về cuộc sống luôn. Có nghĩa là mình như thế nào thì mình sẽ chiêu cảm. Mà thật nói ra đúng hơn giống như mình bị hút về cái chỗ đó vậy đó. Nói thật ra đúng hơn là giống như có một cái nghiệp rồi đó, nó hút mình vô chỗ đó vậy đó. Cũng như là mẹ mình rất là nghèo, phải không? Hoặc là có người, hai người mẹ nghèo mẹ giàu. Nếu mà thật sự mình có phước á, tự nhiên mình sẽ bị hút vô cái người mẹ giàu. Còn mình không có phước á, mình bị hút vô cái người mẹ nghèo. Thì nói ví dụ vậy, mình sinh ra mình nghèo, mình sinh ra mình xấu. Có nghĩa là mình không có muốn, nhưng mà mình bị cái nghiệp như nó hút mình vô đó. Cái thân phận của mình không thể cản lại được, mình chưa đủ cản lại được. Mà thật ra cái phước của mình sao, nó chiêu cảm như vậy đó. Vậy thì mình định nghĩa để các bạn dễ hiểu cái hấp dẫn ở đây là cái gì. Luật hấp dẫn là gì? Là mình là cái gì thì mình sẽ hấp dẫn, sẽ chiêu cảm, sẽ cuốn hút những cái năng lượng xung quanh giống như mình quay lại chính mình. Đó, rồi từ đó mình sẽ bàn rộng ra. Bây giờ mình nói về cái tuệ giác ông bà, mình nói về cái luật này như thế nào. Ông bà mình nói là ngưu thì tầm ngưu, không? Mã thì tầm mã. Đó, có nghĩa là cái gì? Ngưu là cái gì các bạn? Ngưu ma vương. Coi xem phim Tài Thiên chưa? Đó, ngưu thì tầm ngưu, mã thì tầm mã. Có nghĩa là con ngựa nó đi tìm con ngựa, con trâu nó đi tìm con trâu. Còn mình á như thế nào thì mình sẽ đi tìm người như thế đó. Rồi, hoặc hôm nay thầy với các bạn ngồi đây, có thể kiếp trước giữa chúng ta có thương nhau. Thương ở đây là đã từng đối xử với nhau bằng cái ơn, cái nghĩa. Mà ngày hôm nay gặp nhau, có cảm mến nhau, các bạn quý kính thầy, thầy quý kính các bạn. Hoặc là kiếp trước cũng có thể ghét nhau, ghét nhau mà gặp. Thiếu tiền hay là không trả nợ, rồi mua bánh mì, rồi gì đó, phải không? Nói chung nhiều cái với nhau, nên ghét nhau mà ngày nay gặp lại đây. Rồi cái thứ ba là do mình cộng nghiệp với nhau. Có thể là quý vị có những cái nghiệp đó, thầy cũng có những cái nghiệp đó nha. Có thể cái nghiệp đó thầy quý vị không gặp nhau, nhưng mà mình cùng cộng nghiệp với nhau, ngày hôm nay mình gặp nhau. Ví dụ như thầy nói có những người á, người ta hỏi thầy vậy nè, dạ thưa thầy, có những người đi máy bay á, à, khi mà chiếc máy bay nó bị nạn nó chết hết. Vậy những người đó kiếp trước cũng cùng chết máy bay, cái này chết chung nữa hả thầy? Nó không có.
Không có nghĩa là những người đó kiếp trước người ta cùng đi trên một chuyến máy bay rồi cùng chết chung với nhau như vậy rồi kiếp này phải chết như vậy, không có. Nhưng mà có thể kiếp trước một người ở nước này, người ở nước kia, nhiều nước khác nhau, nhưng mà người ta tạo cái nghiệp gì đó mà phải chết bởi cái chuyện là bị máy bay mà chết. Thì bây giờ cùng nhau lên chuyến đó là chết, như vậy không? Có những người đi xe chết tai nạn giao thông, có thể những người trên cái xe đó không phải là kiếp trước người ta đã từng gặp nhau đâu, cũng không có nghĩa là kiếp trước người ta cùng chết với nhau như vậy mà gặp đâu, không phải. Có thể là người ta ở những nơi khác nhau nhưng mà người ta tạo cái nghiệp gì đó để mà phải chết vì cái xe, à, tai nạn xe, thì nó chiêu cảm. Khi mà nghiệp nó xảy ra nó chiêu cảm rồi đó, đi chung cái xe đó. Rồi có cái ông đó đến lúc đi bận quá ở nhà thì không chết, tại vì nghiệp ổng chưa đến lúc chết vậy thôi. Còn cái ông đó ô còn chỗ trống hả, để tôi vô. Rồi ổng vô thì ổng đi chết, thấy không? Phút cuối cùng ổng vô ổng chết, còn ông kia phút cuối cùng tác nạn. Vừa rồi có mấy vụ mà các bạn nghe cái máy bay đó, máy bay mà rớt máy bay, có cái ông đó ổng thoát chết mấy lần luôn. Ổng mua vé rồi, cuối cùng cái sao ổng, ổng không đi nữa, rồi người ra đi thay ổng. Rồi lần sau ổng cũng mua vé rồi, ổng bận gì đó ổng cũng không đi nữa, ổng thoát được mấy lần. Người ta gọi ổng là người đàn ông may mắn nhất thế giới đó. Mấy chuyến mà ổng đi xong là bị tai nạn luôn mà ổng thoát được. Rồi thì mình thấy nó không có tự nhiên. Vậy thì có thể cái cộng nghiệp đó nó chiêu cảm với nhau. Và hôm nay thầy nói một cái nữa là do có thể chúng ta hấp dẫn nhau, hấp dẫn là gặp nhau đây này nha, hấp dẫn nhau, gặp nhau, lôi cuốn với nhau là vì mình cùng chí hướng với nhau. Cái điều mà thầy thấy rất đẹp. Cùng chí hướng cao, cùng chí hướng thanh cao, cùng chí hướng làm đệ tử Phật, cùng chí hướng làm một con người tốt. Cùng chí hướng như vậy á, nó giúp cho mình đi về chung con đường với nhau, chứ kiếp trước đâu quen biết cho thầy đâu. Thầy không quen biết gì hết đó, mà cùng chí hướng mình gặp nhau ngày hôm nay thôi. Vậy thì cái đó cũng là một cách để mình hấp dẫn nhau. Rồi một khía cạnh khác là cộng nghiệp đó, vừa rồi thầy nói cộng nghiệp đó, thì những người đó cũng gặp nhau ở một khía cạnh nào đó để rồi có thể là trả những cái quả tốt hoặc là những cái quả xấu. Rồi chúng ta nghe ông bà mình nói nữa nào. Nồi nào vùng nấy, nồi nào thì úp vùng nấy. Các bạn hiểu cái nồi với cái vùng rồi đúng không? Cái nồi cái vùng á, cái nồi như thế nào phải úp cái vùng đấy thì nấu nó mới được chứ. Cái nồi thì nhỏ một chút à, mà úp cái vùng bự nó gọi là bị cái gì? Bị khập khiễng, thấy không? Bị khập khiễng. Nên ông bà ta nói nồi nào thì úp cái vùng đấy. Nếu mà cái nồi bự quá, cái vùng nhỏ thì cũng không được. Mà cái nồi nhỏ mà cái vùng lớn thì úp cũng không được ha. Cho nên lát nữa thầy sẽ nói về cái chuyện mà các bạn chiêu cảm hấp dẫn về cái chuyện vợ chồng á, lát nữa thầy nói cái đó cho nghe, cho mấy cô biết. Mong muốn con ước mơ có anh đẹp trai giàu có đến với con mà đợi hoài không thấy, phải không? Chờ người nơi ấy chờ hoài không thấy. Chị thấy có gốc cây không? À, các bạn nắm được cái định nghĩa căn bản chưa, luật hấp dẫn chưa? Nói dễ hiểu là mình là cái gì thì mình sẽ hấp dẫn cái đó. Chúng ta thu hút về chúng ta cái loại năng lượng mà mình phát ra. Tức là mình phát ra cái năng lượng gì, mình sẽ nhận lại những cái nguồn năng lượng có cùng tần sóng đó. Mình nói theo khoa học chút như vậy, mình nói theo Phật học của mình, là mình phát ra mình làm cái tội gì từ thân khẩu ý thì mình sẽ bị trả cái quả báo, nó thu lại như vậy. Mình làm cái phước tốt gì, nó sẽ cho mình cái quả báo lại như vậy. Đó, nói rộng ra các bạn dễ hiểu rồi. Bây giờ ứng dụng, bây giờ ứng dụng nha, trong cuộc sống. Lần trước là mình ứng dụng lực bù trừ, các bạn có nắm được ý không? Để ứng dụng lực bù trừ rồi phải không? Hôm nay ứng dụng lực hấp dẫn nha. Có một số lực cái thầy hy vọng là lần sau thầy sẽ giảng về luật tình cảm. Luật tình cảm khó hiểu lắm. Biết tại sao mà mình ương ương khùng khùng. Lâu lâu mình hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn. Học luật tình cảm mình sẽ biết. Mình học luật tình cảm mình sẽ biết. Trời ơi, cái ông này ông thương mình dữ lắm. Tự nhiên có một ngày ông nói nhìn cái mặt bà tôi thấy ghét, tôi không thương nổi. Nó thực sự có như vậy. Và thực sự có những người ta rất ghét mình, tự nhiên người ta tới người ta kính mến mình. Có những lúc đầu mình gặp trời ơi không có em một ngày anh chết, rồi bắt đầu lấy nhau ngồi không chửi em một ngày anh cũng muốn chết, thấy không? Nó có cái luật phía sau đó. Rồi nó có nhiều cái luật lắm, mà luật tình cảm là rắc rối nhất. Nếu mà hy vọng đủ duyên là lần sau thầy sẽ giảng bài luật tình cảm. Tức là nếu mình biết được cái sự vận hành của tâm mình á thì mình tu mới nhanh thành. Một thiền sư đời Lý ngày nói như vậy, nếu ta biết được sự vận hành của tâm thì công phu chóng thành, hoặc là tỉnh lực chóng thành, nếu mình biết sự vận hành. Còn nếu mình không biết sự vận hành của tâm mình á, các bạn giống như cái câu là sai một ly điền giọng, tức là từ cái gốc ban đầu mình đã sai rồi thì mình càng làm lại càng sai. Có nhiều người càng tu thì lại càng khổ nha các bạn, càng tu lại càng chấp, càng tu càng khổ.
càng tu càng giận luôn, càng tu càng ngủ không được luôn, càng tu càng bất an luôn. Bạn thấy lạ không? Vì một từ thôi là tu sai. Đó, vừa rồi thầy kể có cái cô đó, cô ngồi thiền sao mà cô không thể nào cô ngủ được luôn. Bình thường cô ngủ được, từ ngày ngồi thiền ngủ không được. Mà các bạn biết rồi, mà mấy tháng ngủ không được là cũng như là bị tâm thần rồi đó. Thật ra là cô ngồi thiền cô dùng cái đầu cô nhiều quá, cô đưa máu lên não nhiều quá, và đâm ra cô ngủ không được thôi. Đâm ra ngồi thiền xong căng thẳng chết luôn đó. Trời, Phật dạy pháp thiền gì mà bị căng thẳng dữ, thầy ngủ không được luôn thầy. Nó Phật đâu có dạy vậy, do mình thực tập sai. Cho nên là các bạn phải học là như vậy. Không học là mình tu sai. Mình bỏ công thì nhiều, mà mình nhận kết quả thì ít. Giống như là giả chàng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Như mình đi làm từ thiện, mình đi làm nhiều lắm, nhưng mà mình làm với cái chuyện vô tâm á, mình làm mình đến bờ kia thì cái phước rất là lớn. Mà ai ngờ đâu lâu nay mình làm, mình cứ muốn người ta biết ơn mình không à. Mình đã làm rồi đó, mà mình làm để người ta biết ơn mình thì có phước không? Có, ít lắm. Tại vì cái mục đích của mình làm để người ta biết ơn mình nó khác nha. Mình làm mình thấy việc này cần làm đúng, giúp người đúng, cần làm là mình làm nó khác nha. Còn có nhiều người làm phước thì ít rồi, mà nhiều khi còn thêm tội chút vô đó nữa. Tôi mượn người đó để tôi được nổi tiếng nữa, nó khác nữa, thấy chưa? Cũng là cùng việc làm, mà cái động cơ phía sau nó quyết định. Cho nên nó, tại sao mình phải học là như vậy. Mình không học, mình không biết được sự vận hành của tâm mình. Mình không biết mình làm tác ý như thế nào cho có phước. Cũng như mình trong con người của mình đó, lý trí nó hoạt động như thế nào, nó vận hành như thế nào. Rồi cái tình cảm nó vận hành như thế nào. Rồi cái thân với cái tâm của mình nó vận hành như thế nào. Nó có nguyên tắc hết. Dù các bạn thấy cơ thể của mình đó, là cái thân này đúng không? Nhưng mà cái tay của mình hoạt động nè, cái tay thì cầm lên nắm xuống nè, đúng không? Nhưng mà các bạn biết nó được quyết định bởi cái gì? Quyết định bởi cái gì? Bởi cái tâm, đúng không? Bây giờ cái tâm thầy nói đưa tay lên thầy mới đưa, chứ không tự nhiên thầy đưa lên đưa xuống. Mà cái tâm thầy nói là đưa cái tay lên thì thầy đưa, đưa cái tay xuống thì thầy đưa xuống. Có nghĩa là nó là cái hình tướng, nhưng nó lại được quyết định bởi cái tâm. Mà cái tâm đâu, chỉ cho thầy coi, bảo thấy đâu đó. Nó không có hình tướng, mà chính không có hình tướng mình mới khó điều khiển nó, khó vận hành nó. Cho nên tại sao mà mình phải học để mình biết sự vận hành của tâm mình là như vậy. Khi mà mình vừa khởi cái tâm mình lên là mình biết mình đang bị cái tâm gì. Khi mà mình làm một cái điều xấu, mình về mình thấy ăn năn ấy nấy, mặc cảm cắn rứt, thì cái tâm đó là cái tâm gì. Mình làm xong một cái điều tốt, mình thấy trong lòng mình rất là vui, thì cái tâm đó là cái tâm gì, phải không? Tức là ta biết được cái tâm đó là tâm gì, rồi những cái tâm nào xấu để mình chuyển, những cái tâm nào tốt để mà mình phát triển cái tâm đó. Mà muốn biết như vậy thì mình phải học thôi, không còn đường nào nữa, phải học thôi. Còn ai nói con nắm đại ý Phật pháp rồi, nắm đại đâu, đại nào, nắm đại nắm đại thì có, chứ có đại ý đâu, nghe chưa? Nên thưa các bạn là chúng ta phải học, học cả đời. Nên các buổi pháp thoại thầy rất là mong các bạn là giờ chơi lát nữa đến giờ hát nhạc thiền các bạn hát thoải mái, đến giờ chơi các bạn chơi thoải mái, phải không? Có những lúc thầy tổ chức các bạn đi núi, đi dã ngoại tu tập chơi thoải mái, nhưng giờ pháp thoại là phải giờ pháp thoại nghe pháp rất là đàng hoàng, ngồi trang nghiêm nghe pháp, học giờ ngồi thiền ra giờ ngồi thiền, giờ học ra giờ học, phải không? Giờ tụng kinh ra giờ tụng kinh, giờ đi chơi thoải mái. Nghĩa là giờ nào á là mình cũng đưa cái từ hết lòng như hết. Chơi cũng chơi hết lòng, mà học cũng phải học hết lòng nha. Đi làm phước cũng phải hết lòng. Mình làm như vậy cái gì nó có cái sự trọn vẹn ở trong đó. Đó. Bây giờ mình ứng dụng trong cuộc sống. Bây giờ mình ứng dụng á, trong kinh dịch á, có nói một câu như thế này các bạn. Đồng thanh thì tương ứng, đồng khí thì tương cầu. Các bạn chắc nghe câu này nhiều rồi đúng không? Đồng thanh tương ứng là đồng khí tương cầu mà. Đơn giản bây giờ thầy nói về bạn bè của mình trước. Lúc trước mình chưa có biết tu á, mình nhậu nhiều á, các bạn nghĩ là coi bạn của các bạn là ai? Bạn nhậu, phải không? Bây giờ các bạn biết tu rồi, bạn của các bạn là ai? Là bạn đạo, phải không? Bạn đạo. Thầy hỏi các bạn nè, bạn đạo và đạo bạn khác không? Khác nhau chỗ nào? Bạn đạo với đạo bạn khác nhau chỗ nào? Khác nhau chỗ nào nè? Bạn đạo á là những người bạn cùng tu với mình gọi là bạn đạo. Còn đạo bạn là cái gì? Đạo bạn tức là ta nói cho đúng là đạo bạn là đạo làm bạn,
Mà đạo là gì? Là triết lý sống, là nghệ thuật sống, là cách sống, là cái cách hành xử của mình trong mối quan hệ bạn bè với nhau. Ngày 12 này thầy sẽ giảng cái bài đạo làm bạn. Chúng ta, các bạn có rảnh thì nghe bài đạo làm bạn, để mình đối xử với bạn của mình phải đối xử như thế nào, chứ đừng có bắt chước là cục muối chia đôi cục đường lượm hết nha. Có nhiều người bạn tốt lắm mà cục muối thì chia đôi, phải không? Cục đường không thấy đâu hết trơn á. Cục đường nó lượm hết rồi, bỏ một mình. Rồi bạn, có nhiều người bạn dễ thương này nè, là trong cuộc vui thì không biết ai là bạn, trong hoạn nạn á mới biết bạn là ai. Cho nên là nói, nếu các bạn muốn biết bạn tốt, thử một lần các bạn trắng tay, thử một lần các bạn không còn gì nữa, các bạn sẽ biết ai là bạn của mình. Lúc đó bỗng nhiên các bạn nhận ra không có ai là bạn của mình chứ. Không còn ai là bạn của mình nữa. Quen biết thì đầy thiên hạ hết, mà lúc mình gặp nạn không tìm ra được một người bạn. Cho nên lúc khó khăn đó đó, các bạn tìm ra được người bạn thân thương của mình. Cho nên mấy cô, thấy không? Mấy anh mà nói anh thương em lắm, các bạn phải trừ 10 phần, các bạn phải trừ 9 phần. Còn một thôi. Chấp nhận nổi không? Không chấp nhận nổi thì đừng có đám cưới. Đám cưới xong mất công ly dị khổ thiệt mà. Em phải trừ 9 phần. Cái tình cảm bao giờ nó cũng giống như cái lửa rơm bốc cháy vậy đó. Còn mà để mà đi lâu dài á là phải lửa gì? Lửa cháu. Ở đây cái lửa cháu nó ngún thôi, mà cái lửa cháu đó là cái gì? Nó không phải là tình nữa mà nó là nghĩa rồi. Đó, lát nữa thầy sẽ nói về cái chỗ mà vợ chồng với nhau á, bây giờ thầy nói về làm bạn trước. Muốn chiêu cảm một người bạn tốt, muốn hấp dẫn một người bạn tốt, muốn lôi cuốn một người bạn tốt thì các bạn phải làm cái gì? Đó, cần thấy giờ nắm cái gốc vấn đề đó ra là mình phải là người bạn tốt. Sao đời con khổ quá thầy ơi, con gặp đứa bạn nào đứa trời ơi đứa khởi không à. Đó, mình hay nói câu đó đúng không? Con gặp đứa nào cũng trời ơi đứa khởi không à. Nhiều người nói con khổ ghê, nó lợi dụng con không à. Có nhiều người nói vậy, con gặp bạn con gì đâu á. Bây giờ nếu câu đó mình hiểu cái này, mình sẽ đặt lại câu hỏi nè. Mình đã đủ điều kiện là người bạn tốt chưa? Người bạn tốt là người bạn như thế nào? Là người bạn biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết hiểu người khác, biết nâng đỡ, biết hàn gắn, phải không? Biết giúp đỡ bạn, không bỏ bạn lúc khó khăn. Rất nhiều yếu tố để một người bạn tốt, mình có chưa? Mình có chưa mà mình đòi người bạn tốt? Nó khập khiễng, phải không? Cái nồi thì chút xíu mà đòi cái vuông bự, sao được? Mình có chưa? Thầy nói giả dụ có rồi luôn. Thầy ơi, con có là yếu tố của người bạn tốt luôn thầy. Nhưng mà tại sao con vẫn không chiêu cảm được người bạn tốt? Trong khi thầy đang giảng lực hấp dẫn mà con tốt mà sao con chưa chiêu cảm được? Thì các bạn nhớ này nha, mình mới có thể, yếu tố của bạn tốt của mình mới bắt đầu, mình mới nuôi từ từ thôi. Có thể nhiều kiếp rồi, hoặc lâu nay rồi, mình chưa chuẩn bị mình là người bạn tốt, mình mới có bắt đầu, mới có thể mới bắt đầu làm thôi. Chứ chưa thật sự là hoàn toàn tốt đâu. Cho nên các bạn quan trọng nhất là cái gì? Là các bạn phải sống cho tốt đi. Cái này thầy cứ nhắc hoài nha. Quan trọng là mình phải sống cho tốt đã. Còn cái chuyện người ta không tới là chuyện của người ta. Nếu mà mình chiêu cảm được những người bạn tốt thì đó là cái duyên lành trong cuộc đời mình. Mình đã tốt rồi mà bạn mình không thèm nhìn mình á. Nói trời ơi tôi tốt như vậy, tại sao không đến chơi với tôi? Các bạn tốt nào mà đi nói như vậy không? Không, phải không? Mình mà gặp một người bạn tốt á các bạn, mình mong tới gặp được cái người đó, chơi với cái người đó, để học hỏi những cái người đó. Đôi lúc cái người đó đuổi mình đi, mình không thèm đi nữa kìa. Cho nên các bạn cứ yên tâm, các bạn hãy chuẩn bị là mình người bạn tốt đi, các bạn sẽ chiêu cảm. Các bạn mà bước ra nhà á, các bạn á mà mê thuốc, mê rượu, mê bài bạc thì các bạn sẽ đi tìm những cái người đó, những người bạn đó, ngu tầm ngu, mã tầm mã. Rồi có một anh Phật tử á, anh kể với thầy, thầy đến bây giờ thầy biết không, bạn con á giờ khác rồi, bạn mới không à. Thầy hỏi sao vậy? Anh trước kia á là anh là cái mà anh đi làm có tiền á là anh mắc vào cái bệnh là bạn nhậu với lại đi quýnh bài, bạn nhiều lắm. Cái sau này khi mà có một khoảng thời gian á là anh thất bại, tức là bài bạc với rượu chè, cái xong thất bại hết tiền. Vì trong cái lúc mà anh khổ nhất đó thì anh lại đi tìm đến tâm linh. Anh tìm đến tâm linh như là một sự an ủi thôi, chứ không phải là học hỏi để giải thoát gì chân, như là một sự an ủi thôi. Nhưng mà khi mà anh về với lại Phật pháp á, anh lại tìm ra được những cái phương pháp á cho tâm anh an. Thì từ đó đó anh mới vào chùa, anh tu tập, anh đi nghe pháp, đi tham dự khóa tu. Thì bây giờ bạn của anh á toàn là những cái người bạn gọi là bạn đạo, giúp đỡ không à, cùng khuyến khích ảnh. Thì ở đây chắc bữa nào có dịp thầy sẽ giảng cái bài là đạo lý uống trà hay là triết lý uống trà. Thầy á là thầy khuyến khích Phật tử là bỏ uống rượu bia,
và thứ hai là bỏ uống nước ngọt. Ừ. Tại vì á, tại biết các bạn là cũng vẫn còn ngoại giao phải không, lâu lâu còn uống chút rượu chút bia, thì nói là nếu mà bất đắc dĩ lắm á, thì nhấp môi thôi nha, nhấp môi thôi chứ đừng có để cho say, đặc biệt là đừng say. Các bạn mà dính vô rượu bia đừng có mơ mà ngồi thiền được, ngồi cho vui vậy thôi. Dính vô rượu bia đừng có mơ mà để cho tâm mình yên được, niệm Phật cho yên được, trì chú hoặc ngồi thiền yên được, không có đâu, rất là khó. Còn nếu các bạn tu gieo duyên căn bản thì không sao. Thì thầy nói thôi, nếu mà công việc của các bạn mà bất đắc dĩ lắm á, thì lâu lâu lắm thì nhấp môi một cái thôi, đặc biệt đừng có để cho say. Thứ hai là thầy kêu bỏ nước ngọt đi, nếu mà còn muốn tu á, còn muốn sống cho tốt, ráng bỏ nước ngọt đi. Nước ngọt không phải đơn giản là chỉ có bệnh đâu, không có đâu. Nước ngọt ảnh hưởng đến cái tâm của mình, là uống vô rồi thời gian này nhút nhát, rồi ích kỷ, rồi hoang tưởng, rồi tâm mình nó loạn lắm. Rồi từ đó đặc biệt nó ảnh hưởng đến cái tính của mình là lười biếng và ích kỷ luôn. Cho nên thầy khuyến khích ai mà bỏ nước ngọt, bỏ bia được thì sẽ tặng cho một người một bộ trà, có bình trà, có ly trà, có khay trà. Rồi lâu lâu tặng trà luôn, đúng không? Trà thì phải có từ lâu lâu thôi, phải không? Còn ai mà tí nữa ai là bỏ được trà nha, ai bỏ trà, anh đột xin lỗi, xin lỗi, ai bỏ rượu bia với lại nước ngọt thì thầy đăng ký ghi danh sách cho thầy, thầy sẽ tặng cho mọi người một khay trà, một bộ trà tròn tròn, một bộ bình trà và 5 cái ly nhỏ nhỏ thôi. Lúc trước thì cũng ly đó, ly rượu đó phải không, rượu đế vô một hai vô, bây giờ cũng ly trà nhưng mà uống trà nó khác. Các bạn thấy hay lắm, các bạn uống trà tự nhiên từ từ mình bỏ rượu bia chứ đâu. Mấy Phật tử dần dần ở đây thầy không cần nói nhiều, từ từ các bạn hiểu, các bạn tự bỏ rượu bia được. Thứ hai là thầy khuyến khích bỏ nước ngọt từ từ nữa, bỏ đồ ngọt từ từ, mình ăn chọn những cái đồ ngọt nó lành á và ăn vừa đủ thôi, đặc biệt đừng có ăn ngọt nhiều quá nha. Nhất là buổi tối đó, ăn xong rồi thời gian là sợ nhút nhát lắm. Thì lát nữa xong á, thì giảng xong thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phương pháp ngồi thiền, mà hôm nay thì thầy chỉ cho các bạn tập lắng nghe cái âm om, các bạn nghe cái âm đó nó khác phải không, nhưng mà nó không phải đơn giản như vậy không đâu. Nó sẽ có, nó sẽ đánh vô cái sóng âm ở đó mạnh á, nó sẽ đánh cho mình, làm cho mình rất là vững cái não của mình, nó giúp cho tâm của mình, nó giúp cho cái não của mình rất là vững. Thì cái này thôi, lát nữa để khi mà ngồi thiền xong á, thì thầy sẽ hướng dẫn về cái này ha. Thì bây giờ các bạn muốn trong cái cuộc sống ứng dụng, muốn tìm những người bạn tốt, thì các bạn hãy chuẩn bị mình đủ điều kiện để trở thành bạn tốt. Đến thứ hai là nếu giả như trường hợp mình đã nói rằng con đã đủ điều kiện bạn tốt rồi mà sao con vẫn chưa chiêu cảm được bạn tốt, thì nhớ giùm thầy, chưa có đủ duyên, hoặc là mình mới thôi à, đúng không? Và từ nay á, mình gặp bạn xấu không thì mình trách ai? Trách mình, nhớ giùm thầy nha, trách mình chứ không có trách đời. Sao đời con đen bạc, sao số con số con dáng, số con rệp. Sao đời con không có tìm ra được cái đứa bạn nào mà ra hồn, nó trò nó trống hết trơn á. Có trách thì trách mình, đừng vội trách đời. Nhớ vậy đó. Ta hay chê đời sao méo mó, sao ta chẳng tròn trong tự tâm. Bạn thấy chưa? Tâm mình chưa có tròn mà mình đòi người ta sao mới bị méo vậy, thấy không? Trong khi tâm mình chưa có tròn. Các bạn thấy nó nghịch lý không? Vì tâm mình méo, mình sẽ chiêu cảm cái méo bên ngoài. Tâm mình chưa có tròn, thì làm sao mình chọn, mình chiêu cảm được cái tròn bên ngoài. Mà khổ nỗi là mình chưa thấy cái góc này nè. Cho nên đó, ta hay chê đời sao méo mó, sao ta chẳng tròn trong tự tâm. Bây giờ các bạn tròn trong tự tâm đi, rồi tự cái khác các bạn không muốn nó cũng đến. Bạn thấy không? Đặc biệt như vậy. Thầy nói các bạn khi mà các bạn niệm Quan Âm á, ví dụ mình niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, mà để mình niệm mà mình cảm ứng với Ngài á, thường thường là cái lúc nào các bạn? Thường là cái lúc nào? À, lúc gặp nạn phải không? Bình thường lâu lâu niệm Quan Âm đi, dạ lâu lâu sáng đó, Nam Mô Bồ Tát Quan Âm, Nam Mô Bồ Tát Quan Âm, Nam Mô Bồ Tát Quan Âm, thắp 3 cây nhang rồi xong rồi đó, xong ngày rồi đó. Nếu mà tốt lắm thì tối Nam Mô Bồ Tát Quan Âm, Nam Mô Bồ Tát Quan Âm, Nam Mô Bồ Tát Quan Âm, thắp cái nhang lên xong, cầu nguyên một danh sách dài thằng lòn này nè, niệm có 3 câu à. Là ngày mình niệm 6 câu bao nhiêu phút? 30 giây chứ được 1 phút nữa. Nó có niệm Quan Âm đó, ta nói cái niệm có ngàn ngàn cũng chẳng có kết quả gì hết trơn. Mà thử gặp nạn coi, ra tới biển coi,
chết rồi, sóng gió rồi, chỉ còn chết thôi. Lúc này mới sực nhớ đến Quan Âm, thì một tay Quan Âm, một tay Quan Âm, một tay Quan Âm, một tay Quan Âm, nói chết luôn, giờ cho ăn, thôi thôi đừng ăn, khỏi ăn luôn. Một tay Quan Âm này, một tay Quan Âm hả, đi chơi hả, khỏi đi chơi luôn, không có làm gì, chỉ lo niệm thôi, tại vì biết sắp chết rồi. Lúc đó thầy nói là thành khẩn, là tha thiết, là khẩn khoản niệm Bồ Tát. Mà thường thường lạ đó, trong cái lúc mình thành khẩn nhất lại là cái lúc mình chiêu cảm được. Cho nên mình mới nghe ông bà mình nói cái câu gì, tâm thành thì Phật chứng, tâm thành thì Phật cái chứng. Mà thường thường mình thắp nhang lên mình có thành đó, giống như là thắp cho có rồi đó. Cho nên cái lúc mà mình khó khăn nhất á, mình tai nạn, mình gặp những cái đường khốn cùng, mình thành khẩn, mình niệm như vậy, thì lúc đó việc nó dễ thành hơn, đúng không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, để thầy lấy cái ví dụ các bạn xem là mình mở cái tivi, mình muốn mở lên cái tivi nó cần yếu tố gì? À, thứ nhất đó là tivi mình phải đầy đủ điện rồi, đúng không? Điện nó đầy đủ hết, cái tivi phải ngon lành, đúng không? Cái thứ hai là nó phải có sóng. Mình ấn remote mình mở lên là bắt đầu nó chiêu cảm, và cái sóng nó sẽ phát ra cái màn hình tivi. Nếu thiếu một trong hai cái thì cái tivi nó lên hình không có. Các bạn nè, mình phải chuẩn bị cái tivi cho đẹp, cho tốt đi, cái remote sẵn đi, điện rồi sẵn hết đi. Các bạn ấn lên, dù các bạn không muốn thì nó vẫn cảm được cái sóng. Bạn hiểu không? Nghĩa là lúc đó là mình đã, thật ra cái sóng đã có sẵn rồi, mình chỉ chuẩn bị cái tivi có điện, có remote sẵn đi. Thì ở đây mình rút ra cái bài học gì? Mình phải chuẩn bị mình sẵn đủ những điều kiện của bạn tốt đi. Mình không mong bạn tốt cũng đến với mình. À, đây là gọi là bí quyết đó nha. Hỏi tại sao có những người, người ta sống có nhiều người thương mến lắm. Đời con chẳng có ai thèm mến thương con chứ. Con ước gì có một người hỏi con lần nữa, thấy không? Các bà đó có bị hỏi một lần, hỏi năm 17 tới 18 tuổi á. Con nghĩ ôi đời mình còn trẻ mà, phải không? Bắt đầu con cũng lúc mà chia sẻ con nói con cũng hơi chọn lựa một chút. Thì cái năm 18 của mấy người hỏi cổ luôn, cổ không chịu. Năm nay 60 rồi, con ước gì, ước gì có ai hỏi con lần nữa con cưới luôn á. Không có ai hỏi nữa đâu. Từ năm 18 tuổi đến mấy mươi tuổi không biết vì cái duyên nghiệp gì không ai hỏi nữa chứ. Ế, nói xong cổ đi ra đường á, cổ thấy hai vợ chồng á, người ta đi với nhau, cổ buồn. À, cổ buồn, cổ nói về con ước gì. Hỏi ước cái gì, ước có ai hỏi con lần nữa. Thì nó thôi 60 rồi, tu dùm thầy đi, một đời người rồi, còn ước làm cái gì nữa. Thì cổ kể năm 18 tuổi có một lần có nhiều người hỏi đó, cổ từ chối. Từ chối đến bây giờ luôn, không ai hỏi một lần nữa các bạn. Cho nên thôi các bạn nghe, mình cứ chuẩn bị mình là người bạn tốt, không mong bạn tốt cũng tự đến với mình. Đây là một cái nguyên tắc, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, khỏi mong cũng tự đến. Bồ Tát Quan Âm khi các bạn niệm đến thành tâm rồi á, các bạn khỏi cầu Ngài cũng giúp cho các bạn. Còn mình mà chưa đủ phước á, các bạn có cầu đi, cầu ra khang tiếng, cầu rác gỗ luôn, cầu ngày cầu đêm luôn cũng không được. Tại vì mình chưa đủ nhân duyên, chưa đủ phước báu cũng không được, đúng không? Cho nên mình cầu mà không thành công á, đừng có trách. Nhiều người cũng vô chùa xin Phật đủ thứ á, xin không được, chắc Phật chùa An Lạc không có linh. Nhiều người nói về Phật không linh, đi vòng vòng các chùa cầu cũng không được, không có linh. Đi ra Gốc Đa cầu ông thần, mà ông thần không linh nữa, không biết cầu ai nữa, không biết nữa. Đó, là bây giờ mình chọn bạn. Giờ thầy nói ứng dụng cái nguyên tắc lực hấp dẫn để mình chọn thầy nè. Mình chọn thầy. Trong đời sống của mình á, mình sinh ra thôi, mình sống một cuộc sống đời thường thôi không nói. Bây giờ nhất là mình hướng về tâm linh á, thì các bạn phải nên có cái vị thầy. Cái vị thầy gốc của mình là ai? À, là Phật Thích Ca, thấy không? Mình niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là cái gì? Tức là con xin thành kính đảnh lễ, phải không? À, Đức Phật Thích Ca, Nam Mô là hướng về, là đảnh lễ đó, là quy ngưỡng đó. Mình niệm Ngài là Bổn Sư, là vị thầy chính của mình. Dĩ nhiên là khi ta đi vào tâm linh, Phật Thích Ca là thầy chính của mình. Rồi dưới đó là có chư vị Bồ Tát, chư vị Tổ Sư. Và gần nhất á, là các bạn nên có một cái vị thầy bằng xương bằng thịt dạy cho mình. Bằng xương bằng thịt dạy cho mình, mà dạy cho mình về tâm linh, dạy cho mình về con đường đạo lý, dạy cho mình về cái con đường đạo đức. Có nhiều người á, có những cái nỗi khổ, không phải khổ vì thiếu ăn thiếu mặc đâu, mà khổ vì không tìm được cái vị thầy dạy cho mình. Con người của mình á các bạn, bây giờ vì mình chưa đủ tiền,
Cho nên đó, mình muốn có tiền, nhưng thật ra cái người mà nhiều tiền quá đó, bắt đầu người ta sẽ thấy có một cái hạnh phúc cao hơn nhiều tiền nữa, đó là hạnh phúc về tâm linh. Đức Phật có dạy trong một bài kinh đó, hạnh phúc của vật chất chỉ bằng 1/16 của tâm linh. Chẳng qua bây giờ mình chưa giàu quá để mình cảm nhận đó, nha. Bữa nào mà các bạn tiền đầy hết đầy nhà rồi, các bạn sẽ đi tìm tâm linh. Nếu mà mình có một chút mà cái tâm muốn tu nha, nên thôi thì bây giờ mình không có đến nỗi nghèo, phải không? Mình có thể vừa đời sống đời thường, mình vừa ứng dụng tâm linh để mình tu học. Thì mình muốn tìm nó được cái vị thầy đó đó, không phải dễ đâu các bạn. Có những người á, lỡ mà tìm vị thầy sai là rồi đi luôn. Và người xưa thì dạy cái câu này nè, giáo bất nghiêm thì sư chi đọa, là vị thầy mà dạy không nghiêm thì bị đọa, dạy đệ tử không nghiêm thì bị đọa. Còn mà khổ nổi cái này nữa nè, giáo đa thì thành oán, phải không? Nói nhiều quá cũng ghét, phải không? Mà dạy không nghiêm á thì cái vị thầy cũng bị đọa luôn. Trong cái đạo lý làm thầy rất là khó. Nên ví dụ một vị thầy dạy cho mình mà biết một cái nghề, biết một cái chữ, mình đã biết ơn rồi, phải không? Mà cái vị thầy mà dạy cho mình tâm linh á, các bạn biết dạy sai một đời thôi nha, là mình đi liên tiếp nhiều đời sai luôn, mình lọt vào cái tà kiến luôn. Và phía sau cái từ thầy á, các bạn để ý đi nè, khi mình nói ai đó, mình xưng hô bằng một cái từ thầy, là thầy tu hay thầy địa lý hay thầy giáo hay là cái vị thầy nào đó, thường thường cái từ thầy phía sau nó có cái yếu tố gì phía sau? Tôn trọng, đúng không? Mình tôn trọng người đó mình mới gọi là thầy. Vậy tại sao vậy các bạn? Các bạn biết ngày xưa người ta rất là quan trọng về cái chữ, rất quan trọng về cái chữ, nghĩa là phải học hành á, trí thức học hành. Mà cái người nào mà không học á, gần như cuộc đời không có cơ hội để thăng tiến, để đổi thay, để giúp cho mình, để giúp cho gia đình, để giúp cho cả tỉnh đó luôn, hoặc giúp cho cả nước đó luôn. Cho nên ngày xưa á, người ta là trong cái chế độ là ngày xưa là đầu tiên là ai? Là ông vua, là quân. Thứ hai là ai? Là sư. Thứ ba là phụ. Quân, sư, phụ. Vua là đứng đầu, rồi mới đến thầy, rồi mới đến cha. Tại sao vậy? Tại sao mà thầy đứng trên cha? Tại vì á, là nếu mà không có ông thầy dạy á, là cái người này không thể thành tài được. Cho nên là người xưa mà ở nhà mà có cái gì, phải không? Ngày xưa không phải giờ có tiền rồi như mình, dù có trái mướp, có trái bí, có con cá, có cái gạo, có trái dừa gì á, mà quý nhất là đem tới tặng cho ông thầy. Tại vì gửi con cho ông thầy dạy, và cái đứa con đó mà nó học thành tài á, là học xong dù thành cỡ nào không biết nha, mà phải về bái ông thầy, rất là cảm ơn ông thầy. Cho nên cái từ thầy quan trọng như vậy. Nên quân sư phụ mà, quân sư phụ, cho nên cái vị thầy đó là thời trước đã như vậy rồi. Còn các bạn bước vào tâm linh á, các bạn phải đi tìm cho mình một cái vị thầy. Nếu mà cái vị thầy đó mà dạy các bạn sai á, là không phải sai đời này đâu. Cũng như mình có cái duyên rồi đó, có cái duyên vô cái sai rồi á, là cứ dính vô đó, không sai, không ra được các bạn. Mà hiện nay này nha, hiện nay tại Việt Nam của mình đây nè, có một số vị á, là dạy bằng tà kiến đó các bạn, mà không phải là đệ tử Phật. Khổ nổi là lúc á thì mặc đồ tu, lúc thì mặc đồ đời, lúc thì mặc đồ này đồ kia, nhiều người cứ nhìn cứ tưởng là người tu. Quý vị biết là, không biết cái này thầy đã nói cho các bạn chưa, người ta đang thờ Phật, kêu bỏ Phật xuống luôn, kêu thờ ổng á, vậy mà cũng nghe. Thầy dạy các bạn, có khi nào thầy nói các bạn nhớ niệm thầy không? Có giờ thầy nói niệm thầy lần nào chưa? Mà thầy dạy các bạn niệm gì? Niệm Phật với niệm Bồ Tát, chứ có khi nào thầy nói các bạn niệm thầy không? Thấy không? Mà có một bậc thánh xuất hiện đi nữa, thì các ngài có dạy cho các bạn, thì các ngài cũng đưa về một mối hết là niệm Phật, nhớ ơn Đức Phật, niệm ơn Tam Bảo, chứ các ngài không có dạy niệm các ngài. Vậy mà đời nay rồi đó nha, vậy mà cái ông đó ông kêu ông đưa hình Phật xuống, ông chụp hình ông đưa lên niệm ổng, mà người ta cũng niệm luôn. Thầy nói thôi, mà nói thì không có nghe, nói thôi quý vị này truyền tâm ấn cho con ghê lắm, thầy truyền tâm ấn ghê. Mình thích thích truyền tâm ấn, lâu nay đi chùa rồi thầy chẳng cấp cho con cái bằng gì hết, chẳng cấp cho con chứng cái quả nào chứ. Lâu lâu thầy chỉ nói con chứng nào tật nấy không à, nên con nghe vậy này truyền tâm ấn cho con thích quá. Không học là vậy đó các bạn, không gặp thầy để hướng dẫn là như vậy đó. Cho nên nhiều người hỏi thầy những cái câu mà thầy nói là đúng thật, là nếu mà không có các vị thầy hướng dẫn á, là mình sẽ rất là dễ đi sai. Nhiều người không dám quy y là cũng hiểu sai Phật,
không dám vào chùa cũng hiểu sai Phật, cho nên các bạn phải nghe pháp, phải hướng hướng dẫn. Thật ra khi mà mình nói về thầy á, thì nó rộng ra thì một quyển sách cũng là thầy của mình, tức là ai dạy cho mình cũng là thầy của mình hết á. Mình nhìn một cái cành hoa mà cái cành hoa đó nó dạy cho mình một bài học gì đó thì cái hoa nó cũng là thầy của mình luôn. Mình đang đi ngoài đường mà mình thấy một con bướm bay ngang mà con bướm nó dạy cho mình bài học nào đó cũng là bài học luôn. Ví dụ như bữa đó con đom đóm với con muỗi đó nó tông nhau, trời ơi nó tông ầm, con muỗi nó chửi con đom đóm, trời ơi mày không thấy tao bóp còi hả, vo ve vo ve vo ve mày không tránh ra, phải không? Con đom đóm nó nói anh không thấy tôi bật xi nhan hả. Con đom đóm nó bật xi nhan, con muỗi thì bóp còi, hai con cãi nhau. Mình thấy cuộc đời nó nhìn hai con đó mình thấy nó dạy mình cái gì đó, thì cũng là một yếu tố nào cũng là thầy của mình. Đây mình nhìn một bông sen, bông sen nở từ bùn, từ bùn mới có hoa sen. Mình giữa cuộc đời đau khổ này mà mình đứng lên được á, thì đó mới như là một hoa sen. Thì hoa sen trong một cái nghĩa rộng cũng như là một vị thầy của mình. Thì mình còn hiểu cái nghĩa gần nhất đây là các bạn phải đi tìm một cái vị thầy bằng xương bằng thịt nha. Vị thầy tâm linh của mình là Đức Phật rồi, mà các bạn phải tìm một vị thầy bằng xương bằng thịt đây nè, để các bạn được hàng ngày được học hỏi, được chia sẻ, được học hỏi. Tại vì có những điều mình không biết, mình tới mình học với cái vị đó. Người xưa nói một câu như thế này, là cái câu là một đêm trí thức chuyện trò còn hơn mất sức lần mò 10 năm. Bạn nghiệm ra coi có những điều đó không. Một đêm trí thức chuyện trò còn hơn mất sức lần mò 10 năm. 10 năm rồi mình giải quyết vấn đề này chưa ra, mình nói chuyện với cái vị này 10 phút thôi giải tỏa 10 năm luôn. Có không các bạn? Đó, cho nên các bạn phải đi tìm cái vị thầy. Và bây giờ mình tìm cái vị thầy đó tìm sao? Có những người tìm không được, hoặc là gặp thầy sai, gặp thầy không có lành, bạn không có tốt. Để thầy chỉ cho các bạn cách để tìm thầy. Ứng dụng luật hấp dẫn. Nãy giờ thầy nói rồi, ứng dụng luật hấp dẫn vô. Mình muốn tìm được thầy tốt thì mình phải sao? Đơn giản thôi thì mình phải tốt cái đã, thấy không? Muốn tìm được thầy tốt thì mình phải làm sao đó? Mình đủ những yếu tố, mình là một người học trò tốt. Mà đủ một người học trò tốt là như thế nào? Là mình phải là một người học trò ham học, ham tu, phải không? Ham làm phước hay ham gì đó thì mình chiêu cảm cái vị thầy như vậy. Cho nên người Tây Tạng người ta có một câu rất là hay: khi người đệ tử sẵn sàng thì vị thầy xuất hiện. Thấy chưa? Chứ không có nói là khi đệ tử khi thầy sẵn sàng con xuất hiện, không có. Không có nói là khi thầy sẵn sàng con sẽ xuất hiện, không có nói câu đó. Mà lại nói cái câu là khi người đệ tử sẵn sàng thì vị thầy xuất hiện. Các bạn thấy lạ không? Đệ tử sẵn sàng, ông thầy không xuất hiện à? Chứ không phải ông thầy xuất hiện còn đệ tử xuất hiện đâu. Cho nên nói cái điều này á, mình chưa tìm được thầy, trời ơi số đời cũng đen quá, cũng chẳng tìm được thầy nào hết để học. Thì các bạn phải nhìn lại mình đã đủ yếu tố của người học trò chưa. Hấp dẫn mà. Mình một người học trò tốt, hấp dẫn thầy tốt, chiêu cảm thầy tốt, hướng dẫn cho mình gặp một cái vị thầy tốt. Cho nên lúc này không trách ai nữa. Nghe xong bài pháp này, từ nay trở đi bỗng nhiên mình không còn muốn trách ai nữa chứ. Đúng không ạ? Bỗng nhiên hôm nay trời nhẹ lên cao, bỗng nhiên con không còn muốn trách ai nữa. Vì mình hiểu là tất cả là do mình. Mình chưa tốt, mình chưa gặp điều tốt là vì mình chưa có tốt trong lòng, hoặc là cái phước của mình nó chưa có đủ. Đó, tìm cái vị thầy tốt như vậy. Rồi bây giờ mình ứng dụng cái thứ ba. Cái thứ ba là cái đây mà các bạn cần lắm đây nè ha. Ở đây là các bạn lớn lên rồi ai cũng phải lấy chồng và ai cũng phải lấy vợ. Đó, cái này gọi là ứng dụng trong cái đời sống vợ chồng, hoặc là những người mà chuẩn bị lấy vợ, chuẩn bị lấy chồng. Các bạn thấy cuộc sống này nhiều người khổ vì cái chuyện này lắm đúng không? Mà chia tay cũng nhiều phải không? Đau khổ cũng nhiều phải không? Vậy mà tại sao mình vẫn cứ lấy? Tại sao? Thứ nhất là mình nói duyên nghiệp phải không? Duyên nghiệp với nhau. Có nhiều người nói trời ơi con nói thiệt với thầy, cả đời này con sống độc thân vui tính thôi à. Sống mình thôi, không ai mà, không ai làm cho con lung lay đâu. Cái người đó nói với nhau vui chứ mà thầy mà nghe câu đó thầy nói ừ để mà xem. Bỗng một ngày đẹp trời gì rồi, chúng ta gặp nhau bởi một cơn mưa, rồi chúng ta cũng kết thúc cũng bởi từ mưa. Là gặp nhau một cơn mưa, núp mưa xong gặp anh đó che dù cho, lấy về, lấy một thời gian khóc như mưa,
cũng kết thúc từ từ mưa, chia tay cũng từ mưa luôn, không bắt đầu từ cơn mưa mà kết thúc cũng mưa, nhưng mà bắt đầu thì cơn mưa mà kết thúc là khóc như mưa, nghe không? Bây giờ mình biết tu với mình chuyển liền, nước mắt ngày xưa nay đã thành mưa, nghe không? Nước mắt ngày xưa nay đã thành mưa, nhưng mà mưa gì? Mưa cam lộ. Cái giọt mưa này nè là nước mưa cam lộ, chứ không phải là nước mưa của giọt nước mắt nữa đó. Nếu mình biết tu là như vậy, phải chuyển hết á, đụng chuyện là phải chuyển hết. Cho nên những Phật tử của thầy giảng ở đây á, nếu các bạn đã có gia đình rồi, các bạn là người nữ, các bạn phải thương chồng mình, phải đối xử với chồng thật tốt, đối xử đúng cái bổn phận của một người nữ, nghe chưa? Đừng có hỏi tại sao ông chửi mình chửi ông còn hơn nữa, phải không? Tại sao ông đối xử ông tốt với mình có đối xử tốt với ông đâu. Các bạn phải đối xử thương cái người chồng của mình thật thương vô, đối xử đầy đủ bổn phận của một người vợ. Mình đối xử hết lòng rồi mà ổng vẫn không thương mình nữa thì sao? Nghiêm khắc. Nghiêm khắc nha. Nghiêm khắc cái nào thì tùy các bạn, tùy cách giải quyết nha. Nhưng mà mình đã đối xử tốt hết rồi mà ổng xem mình như người thừa á, thì các bạn đặt câu hỏi có nên như vậy nữa không? Hết tình thì thôi còn nghĩa nha. Giờ thầy đố các bạn, bạn nào nghe cái bài pháp kia rồi thì biết, bây giờ đố các bạn chưa nghe cái bài hết tình còn nghĩa nha. Thầy đố các bạn, để mình đối xử tốt với một người, mình muốn làm những cái điều tốt với một người, mình phải nhận ra được cái gì? Các bạn nào nghe bài hết tình còn nghĩa rồi không được nói nha. Các bạn muốn đối xử tốt với một người nào đó, mình muốn làm điều tốt với một người nào đó, thì mình phải nhận ra cái gì thì mình mới đối xử tốt với người đó? Nhận ra cái gì? Bạn nào đưa tay trả lời thầy coi. Nhận ra cái gì cô? Nhận ra cái ơn, chính xác, cho cô một chàng pháo tay. Chính xác. Một từ có vẻ rất đơn giản đúng không? Cho nên mình mới dùng cái từ là ơn nghĩa. Nghĩa là điều cao đẹp dành cho nhau. Mình muốn dành được điều cao đẹp cho nhau thì mình phải nhận ra cái ơn. Em rất cảm ơn anh. Bao nhiêu người anh không lấy, em giữ như bà chằng mà anh cũng lấy. Thấy chưa? Dữ lắm chứ bộ mà anh lấy. Em rất cảm ơn anh, em còn giận, em còn dữ lắm, em còn buồn, em còn ghét, em còn ghen, em còn đủ thứ hết trơn á. Mà anh không lấy những người khác, anh lấy em. Em biết anh có sự hy sinh rất nhiều, mấy mươi năm ngậm ngùi đau khổ, đâu dám nói em chửi chết, phải không? Vậy mà anh cũng lấy em. Bạn nghĩ coi, trái đất hiện bây giờ cũng 7 tỷ 3 người rồi, ổng lấy mình. Bạn thấy không? Biết ơn ổng lắm, thật sự là rất biết ơn, đối xử tốt. Còn mấy anh cũng vậy nữa, bao nhiêu người ảnh không lấy, bao nhiêu người cổ không lấy, cổ đi lấy mình, thấy không? Đối xử tốt với vợ. Còn khi nào hết duyên á thì để cho nhẹ nhàng, hết tình còn nghĩa nha. Hết tình còn nghĩa. Còn nếu không á, mình không khéo là hết tình còn hết tình còn thù hận. Mà khổ nổi cái quy luật tình cảm nó như vậy đó, là mình thương người nào nhất thì nếu mình không khéo sẽ là người mình ghét nhất đó. Cái người mình hy sinh nhất là cái người mình thù nhất đó. Nó là như vậy đó, nếu mình không khéo tu. Cho nên là bây giờ mình nói trong cái đời sống vợ chồng, mình để mình lấy được một người chồng gọi là biết hy sinh, biết thương vợ, biết lo cho gia đình, rồi có đạo đức, rồi có niềm tin, rồi nói chung là có những cái điều tốt, thì mình phải làm cái nồi mình cho nó bự, phải không? Đem cái nồi cho nó bự vô. Cái nồi bự tức là nhiều đạo đức, nhiều cái điều lành, thì sẽ chiêu cảm cái vung nó vừa, nó úp vô nha. Cái nồi mình có chút xíu à, mình đòi ông chồng đẹp trai, giàu, ngoan, thương mình, lo cho mình chửi không chửi lại, trời ơi sao mà được, phải không? Cái nồi mình có chút xíu à, mình đòi úp cái vung bự, không có được đâu. Giờ thầy nói nè, nói đến đây các bạn còn trách mình tại sao đến giờ này vẫn còn ế chưa? Biết vì sao vẫn còn ế chưa? Là vì mình. Nhưng mà thầy nói rồi, đừng có sợ ế. Người sinh lại lấy người sinh, bao nhiêu kẻ xấu rập rình lấy nhau. Yên tâm, đừng có lo, phải không? Đừng có lo sợ ế. Người sinh thì lại lấy người sinh, bao nhiêu kẻ xấu á thì rập rình lấy nhau. Mình á thì muốn thương anh đó lắm, mình lưu tâm anh đó, mình để ý anh đó, mình làm quen anh đó, mình liếc mắt anh đó, anh chẳng đưa gàn gì mình chân á, mình về mình buồn, có một thời gian không có duyên với anh đó. Các bạn nhớ cái câu này nè: ruộng ai thì nấy đắp bờ, duyên ai nấy hưởng, đợi chờ làm chi, thấy không? Duyên ai nấy hưởng, đợi chờ làm chi? Ảnh mà không phải có duyên với mình rồi
dù có nêu kéo cũng không có được đâu, thấy không? Nêu kéo không có được đâu. Còn nếu á mà anh có duyên với mình rồi, các bạn có ở nhà anh cũng tới, anh tới anh hỏi thăm à. Còn nếu không, trong một chuyến đò nào đó gặp nhau à. Vừa rồi thầy có về Vĩnh Long, thầy đi giảng mà thầy, người xưa người ta nói á, đi chung chuyến đò không có duyên với nhau. Mà thầy thấy người xưa cũng nói cái câu là lỡ một chuyến đò ngàn năm gặp lại. Có đó các bạn. Vì là bữa đó thầy vừa giảng ở xong ở cái chùa ở Vĩnh Long xong, thì muốn qua cái chùa đó là phải qua cái phà, cái đò lớn lắm. Thì thầy vừa ra xong thì mới chạy có khoảng 10 giây thôi là cái đò nó chạy rồi, không kịp lên. Thì khi mà vừa không kịp lên với thầy cũng có những người nữa. Thầy thấy có những cô gái và có những anh thanh niên. Thầy mới nghĩ thế này nè, biết đâu được cái anh này á, vợ anh trên chuyến đò đó, nếu mà anh tới anh gặp, anh làm quen rồi, ví dụ vậy ha, có thể đi đến với nhau, đúng không? Nhưng mà lỡ có một chuyến đò này thôi, hết gặp luôn, hết gặp đời này, chắc gì đời sau gặp nữa. Lỡ một chuyến đò có thể nghìn năm chưa gặp đó các bạn. Cho nên không biết các bạn đã lỡ với thầy bao nhiêu lâu rồi, giờ mới gặp thầy. Bao nhiêu kiếp rồi chứ không phải đơn giản mà này gặp đâu nghe. Lỡ đó, người xưa nói cái câu mà mình nghe thì tưởng là đơn giản nhưng mà có cái triết lý. Có khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Đó, hôm nay ai lỡ không đi nghe pháp thì lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Có khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Mình nghe có vẻ ui làm gì có, không gặp bữa nay gặp bữa sau. Đúng thật, có những như vậy. Nhưng có những trường hợp 100 năm sau mới gặp, có thể 1000 năm sau mới gặp. Cho nên cái cuộc sống này á, giờ thầy nói ở cái vợ chồng đó, mình muốn có một người chồng tốt thì mình phải là một người vợ tốt. Mình muốn có một người vợ tốt thì mình phải chuẩn bị là một người chồng tốt. Rồi bây giờ mình đặt ra câu hỏi. Thầy ơi, con đã tốt rồi, sao con chưa thấy ai chứ? Đúng không? Mình phải lật ngược vấn đề. Thầy ơi, con tốt rồi mà sao con chưa thấy ai vậy? Bây giờ thầy sẽ đặt lại câu hỏi. Có chắc như vậy không? Có chắc như vậy không? Đúng không? Con rất là hiền, mà sao con không có thấy người nào hiền làm chồng con hết trơn vậy? Thầy nói có chắc là hiền không? Mở ngoặc hiền điên điên người ai dám lấy. Em hiền như nay mà sao đời em hay đạp gai đau khổ, thấy không? Chưa chắc hiền đâu. Cái từ hiền đó các bạn khó nghĩ lắm. Cái hiền nó sâu lắm. Ví dụ như có những cái người hiền, các bạn biết là vì sao hiền không? Kiếp trước quậy kinh khủng, không sợ trời, không sợ đất, không sợ ai hết. Năm xuống năm kiếp bị xuống địa ngục ở, bị ngạ quỷ đói khát rồi, bị súc sanh ngu si rồi, sợ giờ lên hiền. Nói gì cũng nghe hiền, ai làm gì làm hiền lắm. Cái hiền của mình do mình bị trừng phạt rồi mà hiền. Còn có những người cái tính người ta hiền từ nhiều kiếp rồi, người ta hiền lành lắm, không ăn hiếp ai. Nhưng đừng ai ăn hiếp tôi. Người nó thương ghê. Có nhiều con thì không ít giận, con thì con không có nóng giận, trừ những người chọc con bực thôi. Hôm đó có cái anh đó, anh mới vô tù nhỏ thôi, ở tù ở trong chùa. Chưa đó anh ngồi thiền ở dưới gốc cây trong chùa. Có ông đó, ông có đứa con chạy lạc qua chùa. Chạy lạc qua chùa, không biết nó chạy nó té làm sao, cái về nó khóc. Trời, cái ông này, ông đâu có tin Phật tin gì đâu, ông dẫn đứa con hực đi qua chùa. Hôm qua xong ông gặp cái chú đó ngồi dưới gốc cây, đi quanh không thấy ai, thấy gặp chú đó nói: "Chú, tại sao á con tôi qua chùa chơi mà chú nỡ lòng nào á chú đánh con tôi vậy hả?" Chú đang ngồi thiền mà chú mở mắt nhẹ ra thôi, chú nói: "Mình chưa hề đánh ai." Ôi, ông hẹn bực nó. Bực. Không đánh nó tại sao nó khóc? Có phải ông mắng nó không? Có phải chú mắng nó không? Chú mắng nó mới khóc chứ. Chú mở mắt ra: "Mình chưa hề mắng ai." Ông tức quá rồi mà ông này, sao ông bình tĩnh, ông nói ngon, chưa đánh ai, chưa mắng ai. Tôi nói với chú ngay đây là lần đầu tôi tha. Lần sau á, chú mà làm cho con tôi khóc nữa, tôi không tha cho chú đâu. Mở mắt ra nói: "Mình chưa hề ngán ai." Đó. Thấy hiền không? Hiền. Ây hiền quá, nói câu thứ ba mình chưa hề ngán ai, sợ liền phải không? Các bạn á, hiền á, các bạn hiền đó chứ chắc là hiền đâu nha. Nhìn vô chứ chưa hiền, đụng vô biết liền. Chưa đụng đến chỗ mình đâu, phải không? Đụng vô đến chỗ chết với mình. Cho nên nó cái hiền trong nhà Phật đó các bạn, nó phải sâu lắm.
Hiền trong nhà Phật phải thêm cái từ gì? Từ tên là trí tuệ. Hiền mà phải có trí nha, chứ không phải ai nói cái gì mình cũng nghe đâu. Cái người mà hiền mà ai nói cái gì cũng nghe là nguy hiểm lắm. Gặp bạn tốt thì không sao, cái hiền mà gặp bạn xấu á là nguy hiểm lắm. Cái gì cũng làm theo, nghe theo là xong luôn. Cho nên cái hiền trong nhà Phật của mình là phải có trí tuệ. Nhưng mà mình nói con hiền lắm, con hiền lắm, chắc hiền không? Chưa đâu. Thử coi bữa nào người ta đụng mình mới biết mình hiền hay không. Mấy anh em ăn ở với nhau rất là hiền, hai anh em ăn ở với nhau rất là hiền, thương hiếu thảo cha mẹ lắm. Để muốn biết hiền hay không, cha mẹ mất đã, dành nhau cái nhà, chờ thời gian. Cái hiền đó thời gian mới cho biết. Đụng chuyện mới biết mình hiền hay không, đụng vô cái tài sản, cái danh dự mới biết mình hiền hay không. Cho nên các bạn có công nhận mình là người hiền không? Đó, mất luôn, cục hiền chạy mất tiêu rồi đúng không? Thấy chưa? Thật sự mình đã hiền chưa? Thật sự mình đã chọn bổn phận đủ một người vợ tốt chưa? Đủ một người chồng tốt chưa? Để chiêu cảm một người vợ tốt, để chiêu cảm một người chồng tốt. Cho nên giả thiết đặt những cái trường hợp đặt ra như thế này: nếu mình chưa tìm được một người chồng tốt thì mình phải biết rằng mình chưa đủ điều kiện của một người vợ tốt. Thứ hai, mình nói mình đã đủ điều kiện của một người vợ tốt rồi mà mình sao chưa tìm được một người chồng tốt. Thứ nhất, đặt ra câu hỏi có chắc như vậy không nha, có chắc là mình hiền không, chắc là mình tốt không. Cứ cho là mình tốt đi, nhưng có thể chưa đủ duyên, hoặc là chỉ mới tốt đây thôi nha. Mình mới tốt có một năm mà, trong khi 1000 đời không tốt rồi. Mình phải thấy như vậy. Rồi cái nữa, bây giờ mình nói sao đến giờ con vẫn còn ế. Biết sao ế chưa? Biết rồi không? Biết sao ế rồi phải không? Cho nên có nhiều người ế, có nhiều người cái ế rất là vĩ đại các bạn. Có nhiều người ế vĩ đại lắm. Thầy tán thán những người ế là vì người ta phát nguyện ế. Thầy nói thật đó, cho nó giỡn đâu nghe. Có những người người ta phát nguyện ế để làm gì? Rất cao đẹp các bạn. Hôm nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung đến mọi người. Hôm nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung đến mọi người. Bây giờ thầy lấy một cái ví dụ đơn giản thôi. Một người mà có lập gia đình rồi á, lúc trước chưa lập gia đình muốn đi tu dễ không? Dễ. Từ thiện dễ không? Dễ. Muốn đi đâu cũng dễ hết. Đi làm mà có tiền muốn ủng hộ bao nhiêu thì ủng hộ. Lập gia đình rồi có đứa con thử coi. Đi đi ông quýnh cho chết. Gặp ông chồng mà cùng tu á, thì ổng còn yểm trợ nghe. Ổng mà không có tu luôn á, các bạn đi chùa được nữa không? Các bạn đi làm phước được nữa không? Lần đó thầy giảng cho Tân Phú xong, mấy cô đó cô nói: thầy ơi con khổ lắm thầy, con thì thích làm từ thiện làm phước đi tu lắm, mà thầy biết con đi nghe pháp thầy là thầy biết con đi tu lén á, nên phải liệt vào danh sách có thêm cái tu lén nữa. Ổng đi rồi ổng đi nhậu về, con canh ổng đi nhậu rồi con mới đi tu đây thầy. Ổng thì không có thích làm phước, con á thì con lại thích làm phước, mà ổng biết một cái á, là ổng đay nghiến con. Ổng nói là rảnh quá ha, giàu quá ha, đi làm cái chuyện tào lao, ổng chửi con. Cái cổ mới hỏi thầy câu thế này nè: thì con hỏi thầy á, là con làm vậy con có tội không? Cái là giấu chồng mà đi làm á. Thầy mới nói cô là cô không có làm gì sai, cô chỉ đang sao ạ, khéo để cô tạo phước thôi, chứ cô cũng làm gì sai hết trơn, cô đâu có đi hại ai đâu. Nhưng mà vì chồng cô chưa hiểu, cô khéo léo, cô tạo phước thôi, đôi khi hồi hướng lại cho chồng cô nữa. Các bạn thấy không, nếu mà mình có một cái gia đình rồi, thời gian của mình dành riêng cho cái gia đình đó, thời gian đâu mà các bạn lo cho việc chung. Rồi cái tiền bạc cũng vậy, tình cảm cũng vậy luôn nha. Cuộc đời này cái tình cảm cao đẹp nhất là tình cảm gì? Là tình cảm không thuộc về ai hết là cao đẹp nhất. Nhận nghiệm lại coi không? Không thuộc về ai hết, mà chính khi không thuộc về ai thì lại thuộc về tất cả. Hay chỗ đó, đó. Khi mà không thuộc về ai thì là thuộc về tất cả, mà thuộc về ai rồi thì nó nhỏ ở chỗ đó luôn. Cho nên tại sao Đức Phật khi mà Ngài, trước khi Ngài đi tu, Ngài Tất Đạt Đa, Ngài có con mà, Ngài có vợ mà, nhưng mà Ngài nói Gia Du Đà La em ở lại. Ngài không muốn khổ và Ngài muốn tìm cái con đường thoát khổ, không phải chỉ cho Ngài và cho vợ Ngài, cho gia đình Ngài, mà cho cả muôn loài. Này Gia Du Đà La, anh biết em là người có chí khí, anh biết em là người cộng sự của anh, và em có thể giúp anh hoàn thành được chí nguyện.
Vậy nếu mai này anh có đi và phải xa em trong một khoảng thời gian, anh tin em hoàn thành được trách nhiệm của mình, anh sẽ trở về khi thấy đạo. Ngài đi, Ngài nói với Yajuala là rồi Ngài đi. Và lúc mà Ngài đi như vậy, Ngài có cô đơn không? Không. Ngài có cô độc không? Không. Tại vì phía sau Ngài á, là Ngài mang trách nhiệm của bao nhiêu người để Ngài đi. Khi mà vào rừng sâu Ngài, Ngài tu thiền, Ngài khổ hạnh á, các bạn biết lúc đó không còn ai ở trong rừng, một mình Ngài thôi, đôi lúc là xém chết. Nhưng mà lúc đó ai là bạn của Ngài? Ai là nhà của Ngài? Trời đất này, chăng sao này, hoa lá này, cỏ cây này, muôn thú này là bạn của Ngài. Cho nên á, một lúc nào đó các bạn sẽ, cái điều cao đẹp nhất của cuộc đời của các bạn là gì? Là ai cũng là bạn của mình. Một bông sen cũng là bạn của mình, một con cá cũng là bạn của mình, trời đất này là bạn của mình hết. Dĩ nhiên trong đó những con người này là những người mình thương hết, không còn ai là kẻ thù của mình hết. Là cao đẹp nhất là như vậy đó. Cho nên khi mà lập gia đình rồi thì thời gian cũng mất đi, tiền bạc cũng mất đi. Mất đi tức là mình dành cái tình thương của mình về một người đó. Nó dễ hiểu như thế này nè các bạn. Cái tình cảm của mình á, cái tình cảm của mình mà nhiều ở bên này thì sẽ ít ở bên kia thôi. Nhớ vậy đó, nhiều ở bên này sẽ ít ở bên kia. Lúc mà các bạn chưa lấy chồng, các bạn rất thương cha mẹ mình, đúng không? Nhưng mà lấy chồng rồi á, chia bớt qua cho anh ý rồi. Phải không? Chia bớt cho anh ý rồi. Lâu lâu mới về với mẹ thôi. Mẹ ơi mẹ đẹp như tiên, phải không? Mà lâu lâu mẹ gửi dấu hiền thêm cho con, xin tiền. Cũng thương mẹ chứ phải không thương nha. Nhưng mà bớt rồi, qua ông chồng, thương anh ấy lắm. Nhất mà cái lúc mà mộng mơ, trời ơi, một ngày mà không có anh như một bầu trời thiêu nắng, phải không? Thiếu nắng. Không gặp là thiếu nắng. Khổ vậy như con nít thiếu cà rem vậy đó. Nhưng mà bắt đầu á, ổng đối xử tốt với mình, cái tình cảm đó nó còn. Nhưng mà thầy xin chắc chắn là không bao giờ nó như ban đầu đâu nghe các bạn. Tại vì nó lửa nó rơm mà nó cháy mà. Hồi nãy thầy nói là phải trừ đi mấy phần? 9 phần còn 1 phần thôi. Nhóm chấp nhận nổi không? Không chấp nhận nổi thì bây giờ phải lo mà quyết định nha. Rồi, một khoảng thời gian sau á, nếu ông chồng nó đối xử tốt với mình vẫn thương chồng, vẫn thương mẹ. Nhưng ông chồng đối xử không tốt với mình á, các bạn biết chuyển tình thương nó cho ai không? Qua cái đứa con. Chuyển cái tình thương nó qua đứa con. Mà dù muốn hay không, sinh đứa con ra rồi, dù mình không nói, nhưng cái tình thương của mình sẽ bớt bên ông chồng, chia qua cho đứa con đó. Chồng nhiều hay con nhiều thôi nha. Có khi chồng nửa con nữa. Và đến một lúc nào đó mình không còn thương ông chồng luôn, tình thương nó dành cho đứa con thôi. Nếu ông chồng đối xử với mình không tốt, dù mình không nói, nhưng cái quy luật tình cảm nó là như vậy đó. Đến một lúc nào nữa đó, phải không, là mình có thể bỏ không thương mẹ luôn, không thương chồng luôn, thương con thôi. Có những lúc mà thương mẹ thôi, bỏ chồng bỏ con luôn. Nhưng mà đặc biệt thì cái bỏ con rất khó bỏ nha. Tôi nói đặc biệt là cái bỏ con gần như không bỏ được. Là tại vì cái cơ thể của người nữ, cái nội tiết tố của người nữ là phải thương con, là bản năng. Nhưng mà con thương mẹ thì không có bản năng nha. Mẹ thương con là bản năng, nhưng con thương mẹ là không có bản năng. Cho nên các bạn á, có thể thương mẹ mình, cũng có thể không thương. Nhưng mà thương con thì gần như là đa phần ai cũng thương con hết. Hiếm lắm thôi, tôi nói rất hiếm thôi. Một cái duyên nghiệp ác nghiệp vào đó mình mới không thương đứa con của mình thôi. Còn khỏi ai dạy mình cũng thương đứa con mình hết. Còn mình phải được dạy mình mới thương mẹ mình. Tại sao mình thương mẹ mình? Vì mình biết mẹ mình đối xử với mình rất tốt, lo lắng cho mình là cái nghĩa. Mình mới có ơn, biết ơn với mẹ mình. Đó, còn thấy quy luật nó là như vậy đó. Thì bây giờ tôi nói lại cái chuyện vợ chồng muốn chiêu cảm, tóm tắt lại nha, muốn chiêu cảm một người chồng tốt, một người vợ tốt thì mình phải đầy đủ cái tố chất của người chồng tốt, một người vợ tốt. Và nếu như mình chưa chiêu cảm được thì đừng có sợ ế, chưa có đủ ha. Mà giả dù có ế đi nữa thì hãy ế cao đẹp, phải không? Ế rất là vĩ đại. Tôi ế có hai cách, không phải tôi ế mà tôi chờ người tử tế tôi thương, đó là cái thứ nhất. Cái ế thứ hai là tôi phát nguyện tôi ế. Anh có biết có cái chị Phật tử đó phát nguyện ế để làm cái gì? Vừa đi làm nha, vừa đi làm lo cho cuộc sống mưu sinh, lo cho cha mẹ, nhưng mà vừa đi làm để có một số tiền tài lo cho đạo. Là thấy tuyệt đẹp không? Tuyệt vời không? Mà không muốn thương ai hết, dù bên cạnh rất nhiều người thương. Những người thương cái cô này á, toàn là những người người ta mong muốn không được. Mà khổ nỗi đời nó có cái duyên. Bao nhiêu người thương mấy anh này không thương, mà lại đi thương cái cô này. Mà thương cái cô này có không thương lại. Các bạn thấy đời nó chớ trêu vậy không? Bao nhiêu người thương mà anh không thương, mà anh đi thương một cái cô mà cái cô không thương mấy anh này.
không thương bằng cái tình cảm nhỏ thôi, nhưng mà thương bằng cái tình cảm, cái nghĩa. Và cô ta nguyện cô ta sống như vậy để cô ta lo cho đạo. Rất là cao đẹp. Đó, ế cao đẹp không? Xin chúc mừng những người ế cao đẹp. Không biết ở đây có ai ế cao đẹp không? Hôm nay mình hy vọng ở đây cũng có vài người ế cao đẹp ha. Đó, luật hấp dẫn về vợ chồng. Đồng thanh tương ý, ứng đồng khí tương cầu. Nồi nào thì úp cái vùng nấy, nghe không? Và cái nồi mà nó vên á, mình cũng đừng có lo, sẽ có cái vên á, úp vô. Cái nồi nhỏ thì úp cái vùng nhỏ, cái nồi lớn thì úp cái vùng lớn. Muốn đời mình cao đẹp, một người chồng tốt, một người vợ tốt thì chuẩn bị những điều cao đẹp nên mình đi. Rồi bây giờ thầy qua một cái ứng dụng khác nè. Cái ứng dụng giờ làm sao để cho người ta thương mình, cái cảm mến đó nha, cái số chung á. Các bạn có thấy có nhiều người trong cuộc sống này á, đi tới đâu bị người ta ghét đến đó không? Có phải không? Đi đến đâu bị người ta ghét đến đó. Cũng có những người á là người ta thương, cũng có những người ta ghét. Có những khi là cân đo đong đếm 50-50. Nhưng mà các bạn nè, nếu mình đã có tu rồi, nếu mình đã có làm người con Phật rồi, một đời sống đạo đức rồi đó, dĩ nhiên là mình không có sống mà ai cũng thương mình được đâu. Chắc chắn sẽ có người mình ghét. Nhưng mà mình phải nhìn coi mình sống như thế nào, cái người thương mình phải nhiều hơn người ghét mình. Chứ không phải nói đời thương ghét vô thường mà đâu có bắt được người ta. Con sống thì không quan trọng chuyện đó. Ngàn người, 999 người ghét con, có người thương con cũng được rồi. Không được. Đồng ý là ghét thương là chuyện của người ta, nhưng mà mình sống như thế nào, cái người thương mình phải nhiều hơn người ghét mình. Mình như thế nào người ta mới thương chứ, mình như thế nào người ta mới ghét chứ, đúng không? Nên là các bạn làm sao là cái người thương các bạn phải nhiều hơn cái người ghét. Cái thương đây là sự cảm mến, quý kính đó nha, trân trọng mình. Mà muốn được cái đó thì phải làm sao đó. Các bạn giờ các bạn hét lên, cái dụ có cái vách núi đó, các bạn hét lên: tôi ghét người, tôi ghét người, tôi ghét người. Hét lên xong các bạn sẽ nghe lại cái tiếng vang ra: tôi ghét người, tôi ghét người, tôi ghét người. Vang lại cho mình nghe. Mình hét lên: tôi thương người, tôi thương người, tôi thương người, phải không? Mình lặng lại, mình sẽ nghe cái tiếng đó phát lại: tôi thương người, tôi thương người, tôi thương người. Mình muốn để người ta thương mình thì mình hãy thương người ta đi. Đó. Mình muốn người ta thương mình mà mình đã thương người ta chưa? Đó. Thương người thì người thương. Đó, vậy thôi, đổi lại là nhân quả ở chỗ đó. Thương người là người thương, ghét người là người ghét. Biết vì sao mình bị người ta ghét chưa? Là vì mình ghét người ta nhiều hơn. Và cái điều này á, ông bà ta nói cái câu gì? Ghét của nào trời trao của đó. Đó, thấy chưa? Tôi nói thiệt, lúc mà còn trẻ mà tôi nói thiệt á, ông nào mà nhậu mà bài bạc đừng có bao giờ mà tôi lấy. Lay quay thấy anh này dễ thương quá, anh hiền quá, anh dễ thương quá, ăn nói nhẹ nhàng quá, lấy về xong 3 tháng sau mới biết ổng nhậu với lại bài. Mà lúc ổng lấy mình không có. Trời ơi, sao số tôi đúng là ghét của nào trời trao của đó. Tôi ghét mấy cái ông vậy lắm mà tôi không ngờ tôi lấy lại ông. Oan gia ngõ hẹp. Oan gia ngõ hẹp là sao các bạn? Các bạn có đi chung cái ngõ mà hẹp rồi đó, thế là phải đụng mặt cái người đó. Cái người mà oan gia với mình rồi á, tức là nợ nần với mình rồi, các bạn có trốn ở đâu các bạn cũng gặp à. Giống như vô cái ngõ hẹp phải gặp thôi à. Oan gia ngõ hẹp, trốn chạy đường nào cũng gặp à. Chạy đi đâu rồi cũng gặp à. Tôi là cái nhà mà tôi lấy, tôi mà mua cái nhà là không bao giờ tôi mua cái nhà kiểu đó. Nó xui khiến sao bữa về mua cái nhà y như kiểu đó. Như đó, ủa sao kỳ vậy? Cái kiểu này mình ghét mà, tại sao mình lại mua? Cho nên tốt nhất thầy nói đó, đừng có ghét ai. Trong tâm mình không có ghét ai hết. Thương không được thì bây giờ còn tạm tạm ghét thôi nha. Nhưng mà thầy nói tốt nhất là không được ghét ai hết. Còn nếu mà ở mức tương đối là cái thương phải nhiều hơn cái ghét. Vậy thì để người ta thương mình, cảm mến mình thì mình phải thương người ta. Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Điều gì mình không muốn cho mình thì đừng làm đến người khác. Nhớ đơn giản vậy thôi. Điều gì mình không muốn cho mình đừng làm đến người khác. Người khác ai cũng muốn được thương yêu thì mình phải thương yêu người khác. Không ai muốn bị ghét thì mình đừng ghét người khác. Và thì cái quy luật nó đơn giản như vậy. Nhưng mà cái cuộc sống của mình á, có những người á, mình thương người ta
người ta dễ mến, người ta đạo đức, người ta hiền lành, mình thương dễ không? Dễ. Nhưng có những người xấu sao mình thương được, đúng không các bạn? Giờ thầy nói cái ông đó ông quậy ơi là quậy, ông nhậu nhẹt hoài à, sao con thương được ổng? Ông đó ông ăn trộm hoài sao con thương được ổng? Nói vậy đúng không các bạn? Đúng không? Nói theo đời thường là đúng đó. Cái người đó đáng ghét lắm. Nhưng mà mình là người con Phật á, là mình phải khác chứ. Ổng đáng ghét, ổng nhậu nhẹt, ổng bài bạc, ổng ăn chơi, ổng tạo ác nghiệp, tương lai ổng đi về đâu? Đi về ba nẻo đường xấu. Một người mà mình biết chắc là khổ, mình còn muốn ghét người ta nữa không? Đó. Một người đối xử không tốt với mình á, người ta sẽ khổ, người ta sẽ đi về những cảnh giới xấu. Một người mà sẽ đi về những cảnh giới xấu để chịu quả báo khổ như vậy, các bạn còn muốn ghét nữa không? Thấy chưa, nó khác liền. Nhìn một cái thôi là các bạn khác liền. Một người mà thân làm điều xấu, ý làm điều xấu, ý nghĩ điều xấu và miệng nói lời xấu, sẽ đi về cảnh giới xấu. Một con người như vậy mình còn muốn ghét nữa không? Hết muốn ghét luôn, còn phải thương người đó nữa các bạn. Đó, cho nên để mình được đi đâu người cảm mến á, các bạn hãy có những cái yếu tố đó trong tâm mình. Và những yếu tố đó mình biểu hiện tùy nha. Nếu mình thương được càng nhiều người thì người ta càng thương mình nhiều lại. Người ta không gặp mình đời này, người ta không gặp đời sau. Mình tặng cho người ta một bông sen, người ta cảm mến mình, cái tình cảm đó giấu lại trong tim, giấu lại trong tàng thức của mình đấy, giấu lại trong đó đó. Đời này không gặp, đời sau gặp lại người đó, tự nhiên người đó sẽ cảm mến mình. Lý do cảm mến vì mình đã từng tặng một bông sen. Nó vậy đó. Lúc đó nó như là nó được trỗi dậy đó, cái tình cảm nó trỗi dậy. Khi gặp đúng người là trỗi dậy thôi các bạn. Nó rất là tuyệt vời như vậy. Cho nên các bạn đối xử với người khác bằng cái tình thương tốt, lòng tốt gửi vào thiên hạ. Lòng tốt gửi vào thiên hạ đi, không có mất đâu. Chắc chắn không có mất, các bạn nhớ. Lòng tốt gửi vào thiên hạ tức là cái gì? Nếu mình có thể giúp được ai, các bạn cứ giúp đi, không cần biết người đó có nhớ ơn mình không, có trả ơn mình không, có biết Facebook của mình không, ví dụ vậy, có like mình không, không cần. Kệ người ta. Nói theo bây giờ là các bạn hay nói đến chuyện Facebook, còn nói theo là mình không cần biết người ta có biết ơn mình không, không có cảm mến mình không, hay không cần biết người ta khi mình khó khăn người ta có giúp mình không, đó là chuyện của người ta nha. Chuyện của mình là cái gì? Là phải đi giúp người ta. Lòng tốt của mình gửi vào thiên hạ đi, không có mất đâu. Hồi nãy thầy nói rồi, nó có cái gì? Nó có cái chữ ký của mình, nhớ. Nó có cái chữ ký của mình. Vậy muốn thương người hoặc là muốn người thương mình, ứng dụng luật hấp dẫn, đi thương người ta đi. Đi thương người ta đi. Cả đời mà mình gọi cái gì đâu? Người thương người bao nhiêu cũng là thiếu, người ghét người chút xíu cũng là dư. Đó, cứ nắm câu đó mà sống. Còn bây giờ mình thấy mình ghét vài người rồi đó, thì mình biết mình tu chưa có giỏi ha. Rồi bây giờ thầy nói thêm cái ứng dụng trong công việc của các bạn nè. Ở đây các bạn đa phần ai cũng có một cái nghề, phải không? Một cái nghề. Thì cái trong công việc của mình, để mình tìm được cái công việc tốt á, các bạn nhớ giùm thầy 10 chữ. Làm việc có trách nhiệm, nhân quả sẽ bổ nhiệm. Nhớ giùm thầy vậy đó. Làm việc có trách nhiệm, nhân quả sẽ bổ nhiệm. Nhưng mà mình nhìn gần thì mình sẽ thấy thế này: làm việc có trách nhiệm thì ông sếp bổ nhiệm, phải không? Thì ông sếp bổ nhiệm mình lên. Bây giờ mình đặt lại câu hỏi nào. Thầy ơi, con làm việc có trách nhiệm lắm, mà sao ông sếp ông chưa bổ nhiệm con? Bây giờ mình đặt là mình thật sự có trách nhiệm chưa? Thật sự có trách nhiệm chưa? Nó có trách nhiệm mà thầy. Trách nhiệm như vậy đủ chưa? Rồi bây giờ nói: ù, con trách nhiệm nhiều lắm thầy ơi. Mới có gần đây thôi. Wow. Mới cân đo đong đếm mà. Nhiều kiếp mình tạo một đống tội mà bây giờ mình bắt đầu tạo phước à. Chưa đủ đâu. Chắc chắn điều tốt của mình làm nó không có mất đâu. Nhưng mà nó chưa đủ cân đo đong đếm với cái tội của mình. Rồi có nhiều người nè thầy: con làm việc có trách nhiệm lắm thầy. Chẳng những ông sếp á, ổng không đưa con lên, mà mấy người kia ganh ghét với con, nói cho con đuổi việc con luôn rồi thầy. Có không? Có luôn, phải không? Đâu phải mà mình làm tốt cái người ta thương mình đâu. Mình cũng nhiều khi có những người tốt cho công ty lắm, mong tốt cho công ty, bị hiểu lầm nữa, hoặc là bị người ta ganh ghét nữa. Các bạn nhớ câu này: một cánh cửa khép lại
sẽ có một cánh cửa khác mở ra nha. Nhớ vậy đó, mình cứ nhìn vào cánh cửa khép lại không mà sau đời tôi khổ quá, rồi tôi đen thui, tối thui. Đừng, một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Người đó nói như thế này: con mất việc rồi, con chết đói này thầy, cái cánh cửa nào mở ra, con thấy con chết đói này nè. Yên tâm đi, yên tâm đi, sẽ có một cái cánh cửa khác mở ra cho mình. Thầy nói giả dụ như cánh cửa khác không mở ra, chưa mở ra thì sao? Mình phải biết là mình chưa đủ cái duyên hoặc chưa đủ phước để tìm một cánh cửa mới tốt hơn. Tất cả là cái gì? Các bạn nhớ là tất cả là từ mình hết nha. Chứ đừng có trách đời, hoàn cảnh của mình, công việc của mình, bạn của mình, người mình thương yêu, thầy của mình, tất cả từ mình hết á, chứ không phải từ bên ngoài đâu. Tôi may mắn quá tôi gặp thầy tôi may mắn quá tôi gặp được công việc tốt, không có may đâu. Các bạn có cái phước các bạn mới chiêu cảm được cái việc đó, mà cái phước đó có thể mình làm từ quá khứ đó. Cho nên mình thành công được cái gì nữa, ôi đừng có nở lỗ mũi. Chẳng qua là nhờ có cái phước đó, con người hơn nhau ở chỗ cái phước đó các bạn. Bao nhiêu người chết đói ngoài đường kìa, bao nhiêu người không có nhà để ở kìa, bao nhiêu người không ngồi để được nghe pháp, bao nhiêu người không nghe pháp được kìa, bao nhiêu người bệnh tật kìa, bao nhiêu người giành giật sự sống từng giây kìa các bạn, để mà sống kìa. Còn mình còn ngồi đây được, mình hạnh phúc hơn bao nhiêu người. Chẳng qua là mình còn phước đó, chẳng qua là mình còn phước đó, hơn nhau ở chỗ phước thôi. Chứ đừng có nghĩ là mình tài giỏi, mình hay hơn cái gì hết ha. Cho nên trong cái phương diện công việc làm, các bạn phải cố gắng làm cho hết sức. Làm việc có trách nhiệm rồi thì nó sẽ có cái phước, và cái phước đó nó sẽ bổ nhiệm cho mình cái việc tốt hơn. Và cái điều này á các bạn, nếu mà các bạn làm ở trong cuộc sống á, mà các bạn làm cho cá nhân mình thôi á, hoặc là một cái gia đình nhỏ của mình thôi, thì tùy cái phước đó nha các bạn hưởng. Nhưng mà thầy nói các bạn, nếu các bạn đem cái công việc đó của mình mà các bạn vì việc chung nhiều và lợi ích cho nhiều người á, cái phước của các bạn tăng lên rất nhiều. Bạn nhớ nè, có những cái việc là mình cũng làm, mình cũng bỏ một tiếng mình làm, cái lợi ích cũng có đó, cả hai cái đều có lợi ích. Một cái bỏ một tiếng làm việc lợi ích cho gia đình, lợi ích cho một người, với có những việc cũng bỏ một tiếng nhưng lợi ích cho 1.000 người, thì cái lợi ích nào hơn? Cái lợi ích cho 1.000 người hơn chứ, đúng không? Thì có những cái việc của các bạn làm đó, mà lợi ích đến nhiều người như vậy đó, cái phước của mình càng ngày nó càng tăng. Cho nên thầy đi giảng thầy hay tặng đĩa là như vậy đó các bạn. Thầy tặng một cái đĩa, một người nghe, đúng không? Một người đó hiểu được cái gì á, thì âm thầm thì vẫn được hưởng cái phước đó. Dù thầy không muốn, cái người đó sống càng tốt bao nhiêu thầy càng hưởng cái phước đó. Người đó nghe xong người đó tặng cho người khác một cái đĩa nữa, mà người kia lại hiểu nữa, thì thầy lại âm thầm hưởng cái phước đó nữa. Bạn thấy không? Cũng như những bài giảng thầy đang giảng đây, các bạn nghe, ở đây 100 người, các bạn hiểu, được 50 người hiểu, thầy nói ví dụ vậy đi, 50 người hiểu đó thì âm thầm thầy hưởng được cái phước đó. Mà 50 người đó hiểu càng sâu thầy cái phước thầy hưởng càng nhiều. Mà 50 người đó hiểu rồi đem ứng dụng trong cuộc sống, đem gieo phước cho chúng sanh, thầy âm thầm thầy hưởng nữa, thầy ở không thầy hưởng. Và nói sướng không? Hiểu không? Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ nè, vấn đề ở chỗ là mình làm sao để cho người đó cứ tiếp tục tăng cái phước lên. Thì thầy thấy được cái đó, cho nên thầy phải là thầy quý trọng cái bài pháp là như vậy đó. Các bạn hiểu vì sao thầy quý trọng cái bài pháp chưa? Thì một khi các bạn hiểu rồi á, các bạn ảnh hưởng đến người khác, gia đình mình, rồi từ gia đình mình ảnh hưởng cấp số nhân lên. Mà mình làm được một điều đó, các bạn biết mình tưởng như mình làm một điều, nhưng hàng ngày nó cứ nhân 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 lên. Cho nên mình phải biết nắm cái gì, làm ít mà phước nhiều chứ, phải không? Làm ít ở đây không có nghĩa là mình làm ít mà mình đòi nhiều, mà mình biết là cái gốc của mình chuyển được cái tâm, thì chuyển được cái tâm rồi mình sẽ làm được rất nhiều cái điều tốt. Cho nên các bạn ứng dụng cái cuộc sống này, trong đời sống này, cái luật hấp dẫn á, về cái mặt làm việc cho có trách nhiệm, cho hết lòng, làm đến nỗi mà khi mà mình thật sự mình không thể còn cái gì để mình cống hiến nữa thôi. Đừng có giấu. Người Á Đông của mình á các bạn hay có cái tật là cái gì? Giấu nghề, thấy không? Thầy mà dạy cho đệ tử á cũng phải giấu lại một ít, thấy không? Vì sao? Vì sao? Sợ học trò hơn mình, hoặc đôi lúc sợ nó phản mình nữa, phải không? Ở ngoài đời thì ông bà mình nói là con hơn cha là nhà có phúc. Ở trong chùa á,
thì nói là đệ tử hơn thầy là chùa bay nóc, phải không? Ở trong chùa các bạn nghe rất là cao đẹp, đệ tử bằng thầy kém thầy nửa đức, bằng thầy còn kém thầy nửa đức, đệ tử hơn thầy mới khá truyền trao. Đó. Đệ tử bằng thầy kém thầy nửa đức, đệ tử hơn thầy mới khá truyền trao. Ngày hôm nay các bạn có duyên tới học với thầy, thầy rất cảm ơn các bạn. Thầy có thể cống hiến, thầy có thể cống hiến, thầy có thể chia sẻ cho các bạn những bài pháp thoại, những khóa tu, thầy rất vui. Nhưng thầy vẫn khuyến khích các bạn, nếu có một vị thầy nào đạo đức và trí tuệ, các bạn hãy đi học với cái vị thầy đó nha. Chứ thầy không kêu các bạn ở đây học với thầy. Có thể là trên cái bước đường mình đi qua, mình phải đi qua nhiều bậc thang. Có thể thầy là một bậc thang đầu tiên của các bạn. Còn rất nhiều vị thầy tuyệt vời. Nếu đủ duyên, các bạn cứ tiếp tục đi học ở những cái vị thầy đó. Chứ không phải thầy ở bắt ở đây học với thầy. Thì cái vị thầy, thầy ở đây thầy hướng dẫn cho các bạn những cái bước đầu căn bản. Hoặc các bạn có duyên, các bạn học lâu với thầy, đó là cái duyên thầy không nói. Nhưng thầy không bắt các bạn ở đây học với thầy đâu nha. Các bạn muốn đi học ở đâu cũng được, chỉ đừng có đi vô cái chỗ mà thầy tà bạn xấu thôi. Còn gặp các thầy tốt các bạn cứ đi học. Còn nếu có gì các bạn phân định chưa có lưỡng lự, không biết tốt xấu thì hỏi thầy nha. Tại vì có những cái mình chưa nhận ra. Còn các bạn biết được có những vị thầy đạo đức, trí tuệ, từ bi, các bạn cứ đi học với các vị thầy đó. Thầy không có cấm các bạn nha. Không, thầy là tuyệt đối không có. Thầy khuyến khích các bạn tới tu nhưng thầy không có bắt ép. Thầy cũng không có giữ các bạn lại. Thầy chỉ sợ các bạn đi sai thôi, thầy khuyến khích thôi. Còn vị thầy nào hay, các bạn cứ tiếp tục đi học. Thầy cũng như là bước đầu tiên đưa các bạn vào đạo vậy nha, gieo duyên ban đầu. Cái vị nào hay, các bạn cứ đi học với cái vị thầy đó. Mình phải cống hiến hết chứ mình không có giấu. Tới đây các bạn tới đây, ngay cả trong một bài pháp thầy giảng, thầy thường thường thầy có cái tính là giống như là ruột gan phèo phổi đem ra hết vậy, kiểu như nó không có giấu. Nghĩa là trong bài pháp này thầy thấy cái gì hay thầy nói hết á, và thầy nói từ cái nội dung mà từ lúc thầy giảng, mà thầy có cái tác ý gì mà gọi là ứng khẩu thầy giảng thì thầy cũng giảng luôn. Chứ thầy không có nói thôi để ngày mai giảng bài kia, không có. Thầy hiểu hết thầy nói hết. Nếu các bạn nắm được cái gì đó thì các bạn nắm, thầy rất là vui ha. Thì hôm nay nghe cái bài ứng dụng luật hấp dẫn. Thực ra luật hấp dẫn là một khía cạnh của nhân quả đó, thấy không? Các bạn muốn có người chồng tốt thì các bạn phải có đạo đức tốt, có những yếu tố tốt. Thì những yếu tố tốt của các bạn là gì? Là nhân. Cái người chồng tốt đến với mình là quả. Bây giờ mình ứng dụng luật hấp dẫn, nãy giờ mình quên nói hấp dẫn tiền ha. Cái này quan trọng mà sao mình lại quên nói, phải không? Các bạn có muốn hấp dẫn tiền không? Có không? Có phải không? Để nói vài phút về hấp dẫn tiền. Quên, để giờ cái này quân chọn mà quên, phải không? Để hấp dẫn tiền. Vậy vì mình ứng dụng luật hấp dẫn, mình nói muốn hấp dẫn tiền thì mình phải là người có nhiều tiền hả? Phải không? Hồi nãy bây giờ mình nói mình muốn gặp thầy tốt, mình phải có những cái đầy đủ yếu tố tốt. Gặp bạn tốt, mình phải có đầy đủ những người bạn tốt. Vậy bây giờ mình nói muốn hấp dẫn tiền, mình phải có nhiều tiền hả? Mình đâu có nhiều tiền đâu. Vậy bây giờ mình không có nhiều tiền, nhưng mà tại sao mình hấp dẫn tiền được đây? Tiền là biểu hiện của cái gì các bạn? Tiền là biểu hiện của phước nha. Tiền là giấy, nhưng mà đốt thì cháy, nhưng không có đốt. Tiền là giấy. Tờ giấy nó không có quan trọng gì hết. Nhưng mà quan trọng cái gì? Cái tờ giấy đó nó làm được cái gì? Cái giá trị của cái tờ giấy đó, đúng không? Thì cái tiền nó có thể đem đến cho mình bình an đó. Một khía cạnh tương đối nào đó, tiền nó đem đến cho mình bình an. Tiền nó cho mình cái tâm lý an tâm. Tại vì khi mình bệnh nặng á, không có tiền chữa bệnh. Còn khi mình bệnh nặng, mình có tiền mình có thể chữa được, phải không? Nó cho mình cái tâm lý an tâm, vững tâm. Tiền nó cho mình đáp ứng được nhiều cái điều kiện trong xã hội. Nhưng thật ra tiền là biểu hiện của cái phước. Hồi nãy thầy nói đó, cái thân mình ở đây, mình hoạt động, mình mạnh mẽ như thế nào đó là biểu, nó được quyết định bởi cái tâm. Tiền là nó biểu hiện ra cái bên ngoài. Nhưng mà nó lại biểu hiện được như vậy thì phải do cái không có hình tướng. Tiền là cái tướng bên ngoài, nhưng mà nó có được từ cái chỗ không có hình tướng. Cái chỗ không có hình tướng đó là cái phước đó các bạn. Cái phước các bạn làm nó đâu có tướng đâu, nhưng mà nó biểu hiện ra đồng tiền có tướng. Thấy không? Thấy hay không? Vậy thì á, muốn có tiền thì cũng không ngoài cái gì các bạn làm phước. Mà đặc biệt về cái đời sống vật chất á, thì Phật dạy đặc biệt về cái gì? Bố thí.
À, thấy không? Vậy mình muốn chiêu cảm tiền thì mình bố thí. Bố thí là nhân, cái quả là có tiền, và cái quả là có đời sống vật chất là quả. Thì cái đó mình gọi là hấp dẫn đó, phải không? Hấp dẫn tiền tức là quả. Mà muốn hấp dẫn tiền thì mình phải có cái nhân là bố thí, chứ không phải hấp dẫn tiền là mình phải có nhiều tiền, phải không? Hấp dẫn tiền là mình phải dám bố thí. Mà thật sự nghe nói bố thí thì dễ, nhưng bố thí được không? Không dễ đâu các bạn. Các bạn biết tu đó, biết làm phước, các bạn bố thí được đó. Chứ nhiều người á, đừng có nói cái chuyện bố thí đây, giàu nứt vách dư bỏ. Dư bỏ nha các bạn, không cho nghe. Ai ăn đến no tôi nói trứng, ai chết đói kệ, không cho đâu các bạn. Nên ở đây thầy rất vui các bạn á, được cái tâm là biết đi bố thí. Bởi vì thầy biết các bạn là chiến thắng chính mình. Tại vì lúc đồng tiền ra mình cân đo đong đếm lắm, mình nhịn ăn nhịn mặc đó. Vừa rồi thầy giảng ở Hà Nội có cái cô đó, cô đem tới thầy một cái hộp của cúng. Con xin cúng thầy con heo, cũng nguyên con heo cho thầy luôn. Rồi mở ra con heo nhựa, ở trong đó quá trời tiền lắm. Quá trời tiền, cô cúng cho thầy mà tiền 20, 10 ngàn, 50, 100 gì đó. Thì cô nghe thầy giảng đó là bòn phước, là bòn cho con heo. Thì cô nghe pháp của thầy mấy năm rồi đó, cô bòn cho con heo đó. Cái vừa rồi thầy ra Hà Nội giảng, cô lên cô đảnh lễ thầy, cô cúng cho thầy con heo. À, cúng cho thầy con heo đó, cái người người dễ thương như vậy đó. Thì thôi thì mình muốn hấp dẫn về đời sống vật chất thì các bạn phải có cái phước, và có cái phước đó thì các bạn phải bố thí thôi, đó chưa? Thôi thầy nói lại ha, lại tóm tắt cái vấn đề vài phút nữa rồi mình nghỉ. Hôm nay mình học ứng dụng luật hấp dẫn trong cuộc sống. Mình muốn hấp dẫn cái gì, mình muốn chiêu cảm cái gì thì mình phải có cái đó. Mình cái nguồn năng lượng của mình như thế nào, cái tần số như thế nào, mình sẽ chiêu cảm cái đó về với chính mình. Học được cái bài học này á, mình không còn trách đời, trách đất hay trách ai nữa. Mà có trách thì trách mình chưa đủ những điều tốt, trách mình chưa đủ đạo đức để mà mình gặp những người đạo đức, trách mình chưa đủ những điều tốt để mình chiêu cảm những điều tốt. Và từ đó muốn thay đổi thì phải thay đổi chính mình. Đó, học cái bài này, nghe không? Học cái bài này, muốn thay đổi cho nó tốt lên thì thay đổi chính mình, chứ không phải kêu người ta, anh thay đổi đi nha, chị thay đổi đi nha. Mà nếu có nói thì nói, mình hãy thay đổi đi nha. Mô Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.